Lượng tiền gửi về Việt Nam liên tục tăng từ năm 2010 và đạt kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái. Hãng thông tấn AP cho biết, các chuyên gia kinh tế dự đoán kiều hối sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới do ảnh hưởng của các chính sách kiểm soát biên giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Việt Nam giảm xuống 0% từ đầu năm. Hiện tại, khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển về từ Mỹ, chiếm 4% GDP của Việt Nam. Cũng có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống tại nước ngoài và đến phân nửa số đó đang sống tại Hoa Kỳ. Có phân tích cho rằng, trước tình hình kiều hối giảm mạnh như hiện nay, GDP của Việt Nam có thể cũng giảm xuống khoảng 0,4% trong năm nay. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn văn phòng Thủ tướng có phân tích thêm. Nguồn kiều hối thì nó có cả hai mặt tác động. Một mặt là một nguồn vốn đóng góp vào cho tổng nguồn vốn đầu tư xã hội của Việt Nam, thì đó cũng là một nguồn quan trọng. Có nhiều năm là nó tương đương với nguồn FDI từ nước ngoài và Việt Nam nữa. Chứ chưa nói là so sánh với ODA thì có những năm nó còn cao hơn tổng nguồn vốn ODA đổ vào Việt Nam. Thì như vậy là vị trí của kiều hối so với tổng vốn đầu tư xã hội của Việt Nam là có một vị trí đáng kể và nó bổ sung rất quan trọng cho Việt Nam nguồn vốn cần thiết để mà có thể đầu tư phát triển các lĩnh vực khác nhau, nhất là nguồn vốn đó lại bằng ngoại tệ. Credit Suisse trước đó cũng cảnh báo sự suy giảm kiều hối có thể sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá đồng đô la. Kể từ cuối năm ngoái, tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2,2% so với đô la Mỹ. Ngoài ra, dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân chính làm giảm lượng kiều hối mà các cơ quan Việt Nam đưa ra là do việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối năm 2016 và có thể lãi suất USD sẽ tăng 3 lần trong năm 2017, làm giữ chân đồng đô la chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên, giải thích này liệu có chính xác hay không khi cuối năm 2016, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đưa ra quyết định tăng lãi suất trong khi kiều hối chuyển về Việt Nam có dấu hiệu giảm từ đầu năm. Hơn nữa, theo một nguồn tin khác thì năm 2015, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã đưa ra mức lãi suất lên cao hơn 0,25%, nhưng kiều hối về Việt Nam vẫn tăng mạnh. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra dự đoán về một nguyên nhân khác dẫn đến lượng kiều hối giảm trong năm qua. Cái lượng kiều hối về Việt Nam có khi nó lại phải cân bằng với lượng kiều hối ra khỏi Việt Nam, hay là gọi là ngoại tệ ra khỏi Việt Nam của cái hội quan chức, của cái hội tham nhũng. Họ ăn cắp được cái số tiền rồi họ bằng cách này hay khác chuyển qua bên đó, nhưng mà thực sự là không phải chuyển qua mà thông qua cái gọi là kiều hối đó để nhận về, hay là nói khác là dùng cái cơ chế kiều hối để hợp thức hóa những cái số tiền mà họ tham nhũng được ở Việt Nam, và nó sẽ làm vống cái lượng kiều hối về Việt Nam trên giấy tờ, và có thể cái sự giảm kiều hối vừa qua thì cũng một phần là do cái việc siết tham nhũng ở Việt Nam. Chẳng hạn ông Trump thì mới lên đầu năm nay, khó mà có thể ảnh hưởng đến kiều hối về Việt Nam năm ngoái. Năm 2015, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia cao cấp của Liên Hợp Quốc, có đưa ra bài phân tích về những dòng tiền bất hợp pháp ra vào Việt Nam. Bài viết gây sôi nổi dư luận suốt một thời gian dài vì tiến sĩ Vũ Quang Việt sử dụng các số liệu chính thức và các phép tính toán chuyên môn cho ra kết quả từ năm 2008 đến năm 2013, khoảng 33 tỷ USD đã được tuồn bất hợp pháp ra nước ngoài. Bà Phạm Chi Lan đưa ra một nhận định khác. Thứ hai nữa là nguồn vốn kiều hối còn có vai trò quan trọng trong việc giúp cho phát triển của kinh doanh của người dân Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Nhưng thực tế là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam được vay mượn tiền từ ngân hàng hoặc từ các nguồn tín dụng khác là không hề dễ dàng. Cho nên họ cũng tìm nguồn từ các nơi khác nhau, kể cả từ những người thân của mình được cử đi làm việc ở bên ngoài, hoặc là những người là họ hàng bà con của mình sống ở bên ngoài mà có điều kiện, có nguồn vốn dư ra nào đó muốn đầu tư ở Việt Nam. Thế bây giờ nếu thiếu vắng nguồn này đi thì đối với họ công việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn, tìm kiếm nguồn vốn để bù đắp vào đó sẽ khó khăn hơn. Thế còn đối với nhiều gia đình khác mà điều kiện sinh sống trên thực tế là rất khó khăn thì có được nguồn hỗ trợ của bà con ở bên ngoài gửi về cũng đỡ khó khăn cho họ.
và từ cái đỡ khó khăn mà họ tự lo được như vậy thì nó đỡ gánh nặng cho nhà nước hay cho xã hội chăm lo cho những người đó. Trong khi Việt Nam nói chung vẫn còn là một nước mà có tỷ lệ nghèo khá là cao và cái gánh nặng phải chăm sóc cho xã hội ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ngành khác, số kiều hối chuyển về Việt Nam được sử dụng với mục đích kinh doanh chiếm đến 70,6%, bất động sản chiếm 20,5%. Bà Chi Lan cũng nhận xét rằng kiều hối được đưa thẳng vào hoạt động kinh doanh tư nhân có thể là giải pháp tốt hơn vì tư nhân có thể sử dụng những đồng vốn đó một cách hiệu quả hơn so với các đồng vốn ODA. Bởi vì nguồn vốn ODA đưa vào nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước, theo bà, chưa chắc đã được sử dụng một cách hiệu quả. Cuối cùng gánh nặng nợ nần lại đặt lên vai cả xã hội hay những người phải nộp thuế. Khi nguồn kiều hối gửi về thì các ngân hàng hoặc hệ thống tín dụng ở Việt Nam họ có thêm được những hoạt động kinh doanh qua đó để mà tăng thêm hoạt động, tăng thêm dịch vụ của họ. Nên nó làm cho họ phát triển thêm trong các hoạt động của mình. Ngoài ra, bà Phạm Chi Lan cũng hy vọng kiều hối giảm đi cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể học hỏi, cố gắng hơn về ý thức tự lực, tự lập, cố gắng sử dụng cho tốt nhất từng đồng vốn nội lực, huy động trong nước từ tài nguyên, sức lao động của con người. Bà cũng nhấn mạnh rằng, dù có nhiều tiền mà nếu không biết cách sử dụng, đầu tư có hiệu quả, thì vẫn khó có thể tiến bộ trong phát triển kinh tế. Có nhiều nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam chưa được sử dụng hiệu quả. Có những thời điểm nguồn vốn tăng lên rất cao, nhưng lại tỷ lệ nghịch với tính hiệu quả khi được đưa vào thực tiễn. Năm 2016 là một năm u ám của nền kinh tế Việt Nam, khi nhiều ngành sản xuất cả nông nghiệp và công nghiệp đều rủ nhau tụt xuống. Số lượng doanh nghiệp phá sản cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước đây, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Năm 2017, khi kiều hối suy giảm mạnh, các lĩnh vực kinh doanh cũng chưa thấy có sự khởi sắc, có thể là điểm báo của một năm kinh tế buồn nữa cho Việt Nam mà tiến sĩ Nguyễn Quang A dự báo cũng dậm chân tại chỗ giống năm ngoái. Quyên Lam và Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hàng năm người Nga vẫn kỷ niệm ngày Sa Hoàng Nikolai Đệ Nhị thoái vị vào ngày 15 tháng 3 năm 1917. Biến cố đó kết thúc hơn 300 năm cầm quyền của dòng Romanov và mở đầu cho những biến động dồn dập dẫn tới cuộc cách mạng tháng 10 và sự ra đời của Liên bang Xô Viết dưới chế độ Cộng sản cách nay đúng 100 năm. Vì vậy, năm nay Liên bang Nga mới tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt long trọng, nhưng có lẽ vẫn chưa biết giải thích sự thể một cách khách quan vì khó nói về những tai họa do chủ nghĩa Cộng sản gây ra tại nước Nga và trên toàn thế giới. Vì các thế hệ trẻ tại Việt Nam không được biết về những gì đang xảy ra trong đất nước mình, huống hồ gì là nhiều biến cố đau thương khác trong lịch sử nhân loại. Do vậy, kỳ này chúng tôi xin được đề nghị ông nhắc lại trăm năm đó. Thưa ông nghĩ sao ạ? Đến thế kỷ 21 đó thưa cô, thì nhân loại đã tiến tới một cái trạng thái khá phổ biến dù là chưa toàn cầu đó, là không một ai được độc quyền chân lý để áp đặt một sự thật nào đó mà mọi người phải theo. Cái trạng thái ấy được gọi là cái sự cởi mở, tức là cái điều kiện tiên quyết của cái nền dân chủ, nơi mà người ta chấp nhận cái tinh thần đa nguyên về văn hóa, đa đảng về chính trị, và cũng là nơi mà người dân nó có quyền sống và suy nghĩ tự do. Tuy nhiên thì nhiều xã hội chưa có được cái sự tiến hóa ấy, khi mà nhà nước độc tài mà vẫn cứ giữ được quyền về tư tưởng, chẳng những cho cái tương lai mà còn về những cái gì xảy ra trong quá khứ. Ví dụ như tương lai nhân loại thì tất yếu phải dẫn tới xã hội chủ nghĩa, và quá khứ là những cái thành tựu chói lọi của chủ nghĩa cộng sản, vốn dĩ nó là một cái tai họa lịch sử thưa cô. Thế trở lại chuyện nước Nga đó, thì nơi mà chủ nghĩa cộng sản đã lần đầu tiên ngự trị từ tháng 11 năm 1917 cho đến tháng 12 năm 1991, thì chế độ đương quyền ngày nay đó đang lúng túng tường thuật những gì đã xảy ra từ trăm năm về trước, khi đế quốc Nga tiêu vong, đế quốc Xô Viết ra đời và cai trị trong hơn 70 năm với một số thành tựu và rất nhiều thảm họa cho người dân và cho cả thế giới. Thì chế độ chính trị tại Nga ngày nay đã vẫn duy trì ách độc tài bên dưới cái hình thức bầu bán dân chủ, và biết rằng xã hội đã đổi thay cho nên không thể áp đặt một chân lý khiên cưỡng sai lệch, nhưng mà họ vẫn cố loay hoay nói về quá khứ hay là về lịch sử một cái cách thiên lệch méo mó. Và cái trường hợp của Trung Quốc, của Việt Nam, Bắc Hàn hay Cuba thì cũng thế thôi, họ đều có cái nét chung đó là cái chất cộng sản thưa cô. Dạ, như vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ nước Nga, rồi qua Tàu, rồi qua Việt Nam để nhớ lại chuyện trăm năm về trước. Dạ, xin mời ông khởi đầu ạ.
Giả thưa chúng ta khởi đầu cái câu chuyện nhức đầu đó là từ Âu Châu, từ cái lục địa này đi trước trong nhiều lĩnh vực và chi phối thế giới từ mấy trăm năm. Trước hết thì cái cuộc cách mạng Pháp năm 1789 nó xuất phát từ một cái cuộc cách mạng khai phóng về tư tưởng trước nó 200 năm và đã tiến dần đến một cái chế độ dân chủ hơn, là người dân có nhiều quyền hạn hơn, nhờ hiểu biết nhiều hơn. Thì nối tiếp với cái sự hiểu biết mở rộng nó mới dẫn đến cái cuộc cách mạng về công nghiệp vào cuối thế kỷ 19 và nó đảo lộn trật tự sản xuất cũ với một cái hình thái mới. Thế thì vào buổi bình minh của cái nền sản xuất kỹ nghệ và sinh hoạt kinh tế mới lạ, tất nhiên là nhiều sự bất toàn đã xảy ra khiến người ta phải tìm hiểu, nghiên cứu và mỗi người hay mỗi trường phái lại tìm ra một cái cách giải thích. Nếu mà được cởi mở và có dân chủ thì xã hội có thể áp dụng cái giải pháp này hay giải pháp khác, hậu tránh được cái sự bất công trong cái tiến trình phát triển. Và tôi cho rằng đấy là cái quy luật chung của mọi xã hội. Thế thì trong cái buổi bình minh của nền sản xuất công nghiệp là Karl Marx và nhiều nhà lý luận khác đã nghiên cứu và tìm hiểu về hình thái sản xuất mới để giải thích và đề nghị, thì cách giải thích của Marx có vài điểm mới lạ nhưng mà cũng có đầy mâu thuẫn và sai lầm như nhiều học thuyết khác vào thời đó. Thế thì cái điều tai hại là nước Nga khi đó nó lại có một trí thức xuất sắc và chiến lược gia đại tài, đó là ông Lenin. Ông áp dụng học thuyết của Marx có chọn lọc và đảo lộn nhiều lý luận để cướp chính quyền và thiết lập một bộ máy độc tài với cái nền độc quyền chân lý đi ngược với cái sự tiến hóa chung. Thì cái vụ cướp chính quyền ấy được gọi là cách mạng tháng 10 và đánh dấu một cái tai họa mới. Marx đó thì chỉ là một kẻ mơ ngủ, nhưng mà Lenin mới là người có công và có tội khi đặt ra chủ nghĩa Marx Lenin đầy thảm khốc thôi cùng. Dạ, khi nhắc lại chuyện trăm năm bao trùm lên nhiều lĩnh vực sinh hoạt từ kinh tế cho đến tư tưởng, thưa ông cố tóm lược nhiều vấn đề khá phức tạp của lịch sử, nhưng liệu là chúng ta có thể hiểu sự thể đã diễn biến ra sao không, thưa ông? Dạ thưa, chính là cái diễn biến đó nó mới làm cho nhà cầm quyền Liên bang Nga lúng túng, như là nhiều chế độ độc tài cộng sản còn lại trên mặt địa cầu khi giải thích lại quá khứ. Chế độ quân chủ của Sa Hoàng, tức là Hoàng đế Nga đó, đã bó tay trước nhiều đổi thay của xã hội và lâm vào khủng hoảng khi người dân bị đói và công nhân biểu tình hàng loạt. Thì chế độ ấy nó tiêu vong với việc Sa Hoàng phải thoái vị và một chính quyền mới đó đã ra đời từ cái cuộc cách mạng tháng 2 cơ. Chính quyền non yếu này nói theo người cộng sản thì thuộc ở giai cấp tư sản với cái lý luận cải lương đó, đang vất vả giải quyết bài toán mới thì bị Lenin và hạt nhân cộng sản của ông ta cướp chính quyền mà gọi là cách mạng, với cái hàm ý là tiến bộ và triệt để hơn là cái giải pháp cải lương. Sau đó là 5 năm khủng hoảng và nội chiến lồng trong cái thế chiến thứ nhất. Thế cái hiện tượng này cũng được thấy bên Tàu và nhất là tại Việt Nam sau cái gọi là cách mạng tháng 8 năm 1945, khi mà chính phủ Trần Trọng Kim bị lật đổ và chương trình cải cách thì bị tiêu diệt để dẫn tới hỗn loạn và chiến tranh cho đến 1975. Sau đó thì tàn dư tai hại của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn, làm cho các quốc gia bị điêu đứng. Cái kẻ chủ chốt của thảm họa này chính là Lenin thưa cô. Dạ, thế hệ trẻ về sau như Nguyên Lam thật ra cũng không nắm vững sự thể này và chẳng hiểu gì nhiều về vai trò của Lenin. Vậy xin được đề nghị ông giải thích thêm cho đoạn này ạ. Dạ thưa, vào cái giai đoạn đen tối ấy đó, thì cống hiến của Lenin nó gồm có hai phần. Thứ nhất đó là kỹ thuật tổ chức và cướp chính quyền từ một cái chế độ non yếu mới vừa ra đời. Thứ hai đó là đảo lộn cái lý luận của Marx để kiểm soát tư tưởng và bảo vệ cách độc tài. Về đại thể thì Marx lý luận rằng kinh tế ở dưới hạ tầng được mới chi phối cái thượng tầng chính trị ở trên, và mọi chế độ tư bản đều tiến bộ hơn chế độ nông nghiệp đi trước, nhưng mà cũng tất nhiên bị chế độ cộng sản thay thế như một cái quy luật của lịch sử. Thì cái lý luận đấy nó sai, vì thời trước đó nước Nga còn lạc hậu so với lại Âu Châu, ví dụ như nước Đức là quê hương của Marx đó. Vậy mà cách mạng cộng sản lại xuất hiện tại Nga chứ không tại Đức, đó là nhờ tài tổ chức và lũng đoạn của Lenin. Sau đó thì Lenin mới đảo ngược cái quy luật tiến hóa của Marx rồi đó, khi ông quy định rằng tư tưởng ở trên mới chi phối chính trị và kinh tế ở dưới, cho nên nhà nước đã phải giữ độc quyền chân lý về tư tưởng. Bất cứ ai nghĩ sai nói khác đều là kẻ có tội phải bị diệt trừ. Thành ra về văn bản đó, thì đấy là cái cốt lõi của cái tài liệu gọi là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Thế chính là lý luận đó của Lenin mới làm cho chủ nghĩa cộng sản lụn bại và tiêu vong. Ngày nay đây, chế độ độc tài của Tổng thống Vladimir Putin tại Nga đó chỉ cho nhấn mạnh đến cái sự thành tựu và ổn định của Liên bang Xô Viết, nhưng mà xóa bỏ những trang sử đen tối và không cho thấy cả 100 triệu người đã chết trong thế kỷ 20 vì chủ nghĩa cộng sản là một kỷ lục lịch sử. Thật ra thì họ vẫn mặc nhiên duy trì chế độ độc quyền chân lý. Cái khác là Putin châm lên chủ nghĩa ái quốc của dân tộc Nga và chân lý của nhà nước để bảo vệ quyền lực của mình. Chứ nước Nga của ông đã lụng bại chính là vì 74 năm cai trị của chủ nghĩa cộng sản, thưa cô. Dạ thưa, như vậy thì ông giải thích thế nào về những thành tựu kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc trong những thập niên gần đây ạ?
Dạ thưa, chủ nghĩa cộng sản đã dẫn tới khủng hoảng là điều đã có tại Trung Quốc sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng tại Hòa Lục vào năm 1949 và tại Việt Nam sau khi người cộng sản chiến thắng và thống nhất Việt Nam từ 1975. Thế thì khi bị khủng hoảng đó thì chế độ độc tài đã quăng cái lý luận của Marx và của Mao, của Hồ Chí Minh và Sartre và áp dụng lý luận kinh tế thị trường. Nhờ vậy thì kinh tế nó có tăng trưởng so với thời trước, nhưng mà thật ra nó chưa có phát triển như các quốc gia khác. Cái lý do đó là chế độ nó vẫn duy trì ách độc tài và tai họa độc quyền chân lý với các cái trò ma như là học thuyết Marx Lenin, chủ nghĩa Mao hay là tư tưởng Hồ Chí Minh vân vân. Vì vậy mà hai xứ này đã bị khủng hoảng về văn hóa và đạo đức với cái hậu quả nghiêm trọng cho tương lai. Nhưng mà điều tai hại nhất đó là lãnh đạo Bắc Kinh châm vào cái chân lý nhà nước đó cho thần dân của họ, đã nuốt chửng một số lý luận về chủ nghĩa dân tộc của người Hán. Tức là họ trở lại cái bài toán xa xưa về chủ nghĩa quốc gia dân tộc của thế kỷ 19 để vuốt ve tự ái người dân. Trong khi đó, đó thì lãnh đạo tại Hà Nội đó đã triệt phá chủ nghĩa quốc gia dân tộc của người Việt để khỏi xúc phạm Bắc Kinh. Phê phán chế độ độc tài đó là có tội và có thể bị đàn áp. Chứ chống lại chính sách bành trướng của Bắc Kinh là chắc chắn phải vào tù. Cũng do cái chế độ độc quyền chân lý và tư tưởng, Việt Nam không có tự do báo chí và đa số người dân không hề biết gì về những thảm họa đang xảy ra tại nơi này nơi khác ở bên trong. Và vậy người ta còn không được biết hết sự thật của thế giới bên ngoài vì báo chí tường thuật quá chọn lọc với những cái lý luận sai lạc. Thành ra báo chí trở thành công cụ độc tài về tư tưởng và kiến thức khi mà làm cho người dân hiểu sai về thực tế mà đang thay đổi, thưa cô. Dạ thưa ông, chắc chắn là suốt năm nay cả thế giới sẽ còn nói về thảm họa trăm năm của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng trong một chương trình có thời lượng nhất định, Nguyễn Lam xin được đề nghị ông tạm nêu ra một số kết luận cho thính giả của chúng ta. Ồ, tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần cả một cuốn sách. Đầu tiên thì đã có một cái bộ sách tên là Hắc Thư về Chủ nghĩa Cộng sản do bốn học giả Pháp thu thập và xuất bản cách nghe đúng 20 năm. Dù là chưa đủ và thiếu hẳn nhiều tai họa cộng sản tại Á Châu đó, thì bộ sách dày 840 trang này đó cũng đáng tham khảo. Và thật ra đã được nhà báo Hồ Văn Đồng dịch ra Việt ngữ thành hai cuốn 1.200 trang đã trước khi ông tạ thế 10 năm về trước tại tiểu bang Virginia. Cái chuyện thứ hai đáng nhớ và vẫn có giá trị cho ngày nay đó, là nếu xuất phát từ cộng sản chủ nghĩa đó, thì xã hội chủ nghĩa cũng tất yếu dẫn đến nạn độc tài, làm cho xứ sở lụng bại vì thu hẹp cái khả năng hiểu biết và quyết định của người dân, là chuyện đang thấy ra ngày nay tại Việt Nam, thưa cô. Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn kỳ này ạ. Chuyển sang phần thời sự, kính thưa quý vị, những ngày vừa qua, hai tấm ảnh được lan truyền mạnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh một phụ nữ trong tư thế, một tay bị khóa vào khung cửa sổ, gương mặt biểu lộ sự đau đớn vì bị một người mặc sắc phục công an không rõ mặt, đạp một chân vào vai, tay ghì chặt cổ. Vì sao dư luận phản ứng mạnh mẽ về một tấm ảnh truyền trên mạng xã hội? Hình ảnh đó có liên quan đến những cái chết gần đây được cho là tự tử trong đồn công an, hoặc những bản án oan sai hay không? Mời quý vị nghe ý kiến của luật sư và chính những người từng bị bắt, bị mời về đồn công an kể lại những sự việc xảy ra với chính họ. Cát Linh trình bày. Bất kỳ ai nhìn thoáng qua hai tấm ảnh cũng có chung một nhận định, đó là người phụ nữ trong hình đang bị tra tấn và đang chịu đau đớn qua những biểu lộ trên gương mặt. Như đã nói ở trên, hai tấm ảnh này được lan truyền qua các trang mạng xã hội, nguồn gốc người gửi ảnh không được nêu ra. Sau đó thì cư dân mạng xã hội nhanh chóng đưa ra thông tin người mặc sắc phục công an trong tấm ảnh là một cảnh sát viên công tác tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Cũng từ nguồn tin của mạng xã hội, hình ảnh cả khuôn mặt lẫn lúc hành hung tra tấn người phụ nữ đều được chụp tại trụ sở công an huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi cố gắng liên lạc với trụ sở này nhưng người trực tiếp trả lời điện thoại từ chối tiếp chuyện. Tuy đối tượng cũng như sự việc trong hai tấm ảnh chưa được làm rõ, nhưng những người từng bị bắt hoặc bị mời về đồn công an đều cho rằng họ tin những gì diễn ra trong tấm ảnh trên là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Chị Thu Nguyệt, người từng bị bắt về Trung tâm Bảo trợ Xã hội khi chị tham gia cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 năm 2016, kể lại sự việc xảy ra trong thời gian 3 ngày chị bị bắt giữ. Tôi không thể nào tôi vùng vẫy được tới 6 người, 4 người mặc sắc phục và 2 người mặc thường phục. Họ nắm hết, họ có nghĩa là họ bật ngửa tôi ra, họ đè tay chân tôi, giữ tôi và lục trong người tôi để lấy cái điện thoại trong người tôi ra. Do đó, chị nói rằng chị tin những gì chị nhìn thấy trên hai tấm ảnh trên là có thật. Cái hai cái tấm ảnh đó, mình nghĩ rằng là có thật. Mình đi trong cái con đường này mình thấy công an thật sự có đánh người chứ không phải là không có đánh người.
Có nghĩa là những cái người dân họ họ chưa hiểu luật, họ chưa, có nghĩa là họ chỉ là một cái người dân đen rồi vô trong bị bắt một cái vấn đề gì đó vô, rồi có nghĩa rằng là nó trù dập, nó đánh khi cãi lại tụi nó, có chứ không phải là không có. Bùi Vĩnh, một bạn trẻ sống ở Lâm Đồng, từng bị công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt về đồn năm 2011, kể lại qua email với chúng tôi. Lúc 12 giờ đêm, công an xuống còng tay em về đồn. Em mới bước xuống xe là có ông mặc sắc phục tát em mấy bạt tai. Sau đó người ta nhốt em cả đêm. Chính vì đã gặp phải trường hợp như thế, nên Bùi Vĩnh tin rằng hai tấm ảnh đang gây bức xúc trong dư luận là có thật. Bản thân em bị rồi nên em dám khẳng định hai tấm hình đang lan truyền trên mạng không phải Photoshop mà đó là sự thật. Đó là những nhận định của người dân từng ít nhất một lần bị bắt về đồn công an. Còn đối với những người làm luật như luật sư Ngô Ngọc Trai, ông cho biết không phải ngẫu nhiên mà người dân bức xúc hoặc hồ nghi. Ông cho ý kiến sau nhiều lần tận mắt chứng kiến. Là cái việc ấy, là người dân bị bắt vào đồn, bị đánh là có, bị đánh đập ở trong đồn công an là có, tôi tận mắt chứng kiến rồi. Cũng như là nhiều trường hợp mà là đã trao đổi với luật sư cho biết là đã bị đánh đập. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời khuyên trên cương vị của người hành pháp. Tuy vậy thì cũng phải thận trọng đánh giá xem là những cái hai cái bức ảnh đấy nó có phản ánh trung thực chính xác hay không. Nhưng dù sao thì nó cũng phản ánh phần nào cái thực tế trong đời sống. Theo lời kể lại của những người đấu tranh từng bị bắt, bị đánh ở đồn công an, thì tấm ảnh trên chỉ là một phần nhỏ trong thực trạng xã hội hiện tại. Nếu những gì mọi người thấy trong bức hình ấy là có thật, thì có thể thấy rằng quyền hạn của một lực lượng thi hành pháp luật ở Việt Nam vô cùng to lớn. Người mặc sắc phục công an hoàn toàn có quyền xâm phạm lên cơ thể của người công dân. Và cuối cùng là một bản án hay một cái chết được cho là tự tử. Phải kể đến những vụ án chấn động dư luận trong vài năm qua, đó là vụ án ông Hàn Đức Long, 57 tuổi, từng 4 lần bị các tòa ở Việt Nam tuyên án tử hình với cáo buộc giết người, hiếp dâm trẻ em. Cuối tháng 12 năm 2016, ông được tha sau 11 năm tù oan. Đó là vụ người tù Thế Kỷ, Huỳnh Văn Nén, bị tù hơn 17 năm về hai bản án giết người mà ông không hề liên quan. Ông được trả tự do hồi đầu tháng 12 năm ngoái, sau khi cơ quan điều tra xác nhận ông không phải là thủ phạm của cả hai vụ án. Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tham gia bào chữa cho vụ án Hàn Đức Long, cho biết việc một người đã 4 lần bị kêu án tử và ngồi tù suốt 11 năm bất ngờ được trả tự do là liên quan đến rất nhiều vấn đề, trong đó có cả hệ thống cơ quan pháp lý. Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến nguyên nhân 11 năm tù của ông Huỳnh Văn Nén. Cái vụ đấy, cái tình trạng bức cung nhục hình thì tôi cũng đã nói nhiều rồi. Và tới nay là ông Hàn Đức Long đã được trả tự do và minh oan xin lỗi tới đây ấy, thì rõ ràng là ông ấy đã bị oan sai. Và tại vì sao mà trước đây ông ấy lại là nhận tội ấy, và cũng như là tự viết đơn nhận tội, thì ông đã nhiều lần kháng cáo là đã bị đánh đập và bắt ép phải viết như thế. Bùi Vĩnh, thanh niên bị bắt về đồn công an Lâm Đồng năm 2011, kể lại anh đã bị đánh đập để ép nhận tội như thế nào. Sáng hôm sau là điều tra viên hỏi cung có cầm dùi cui đập vào tay nói em nhận tội đồng lõa với thằng trộm xe. Trong khi hỏi, người ta tìm mọi cách hù dọa bắt ép em nhận, nhưng em nhất quyết không nhận. Công an còn lấy dùi cui điện chích vào người để ép em nhận. Hầu như ai bị tình nghi là tội phạm đều bị ép để nhận tội bằng cách tra tấn rất dã man. Trong những diễn tiến khác là hàng loạt những cái chết được cho là tự tử trong đồn công an. Vụ việc mới nhất là ngày 6 tháng 2 vừa qua, một người tên Nguyễn Thành Ngôn được trưởng công an xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo đã tự tử bằng dây giày sau khi người này được mời vào trụ sở để làm việc. Qua những thực tế của chính bản thân mình, bà Thu Nguyệt hoàn toàn phản đối việc chính quyền cho rằng đó là những cái chết do tự tử. Đây là hoàn toàn đưa lên cái chuyện là bịa đặt, là nói rằng là người ta tự tử trong tù, mà tôi nghĩ rằng đó là có những bàn tay mà có nghĩa là muốn bịt miệng của những người đó để họ không nói ra bên ngoài được. Theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, tra tấn, dùng nhục hình, ép cung nhận tội không được xem là biện pháp nghiệp vụ trái với luật pháp. Thế nhưng
Cho dù người dân dám đứng ra tố cáo hay bằng cách là nói thẳng với luật sư như luật sư Ngô Ngọc Trai từng chia sẻ, thì hy vọng đòi lại công bằng cũng khó được thực hiện bởi chính sự bất cập của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nhưng mà trong cái phạm vi tố tụng giải quyết vụ án hình sự thì người ta không có giải quyết cái việc tố cáo đấy, hoặc là cái cơ quan giải quyết tố cáo đấy cũng chính là cái cơ quan mà đã để xảy ra những cái việc như vậy. Thế còn đối với những cái người mà người ta sau khi bị bắt vào đồn có thể là đã bị đánh đập bức hại mà lại không bị xử lý hình sự và vẫn được trả ra ngoài ấy, thì đây đó là người ta cũng vẫn cứ khiếu nại tố cáo và phản ánh cái sự việc như vậy đấy. Thế nhưng mà rồi thực tế thì cơ quan giải quyết tố cáo thì chính là cái cơ quan mà đã để xảy ra sự việc. Trước những thực trạng được xác nhận là có thật, luật sư Ngô Ngọc Trai đề nghị sự sửa đổi từ chính cơ quan chức năng là Bộ Công an. Cơ quan chức năng ở đây là Bộ Công an ấy, là cần phải nghiêm túc nhận diện ra được cái vấn đề nghiêm trọng và hệ lụy đối với xã hội, và phải có những cái chính sách như là chấn chỉnh các cái biện pháp nghiệp vụ ấy, hạn chế cái tình trạng bạo hành và bạo quyền của là các cái đơn vị chính trị công an đi. Cái việc để tồn tại như thế là người dân người ta biết đấy, là mất cái sự tín nhiệm vào cái sự là công minh của cơ quan công quyền, và như thế là không chấp nhận được. Bên cạnh đó, theo ông, các tổ chức xã hội dân sự, người dân, phóng viên báo chí, truyền thông xã hội cần phải phản ánh mạnh mẽ hơn các tệ trạng trong hoạt động của cơ quan công quyền, tạo áp lực cho cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm và chấn chỉnh. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra cuộc đàn áp bắt bớ những người tham gia thắp hương tưởng niệm Gạc Ma ngày 14 tháng 3. Tin tức được truyền đi khắp các trang mạng xã hội bởi những người tham gia tưởng niệm cho thấy một số người như nhà báo Huỳnh Ngọc Tranh, blogger Nguyễn Thúy Hạnh, blogger Đặng Bích Phượng bị bắt ngay sau khi đến dâng hoa và thắp nhang tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma tại đài Cảm Tử. Những người này được thả ra sau đó. Trong một diễn biến khác, hai bạn trẻ là Nguyễn Viết Dũng, còn có tên là Dũng Phi Hổ, và Đỗ Thanh Vân sau khi tham gia tưởng niệm đã bị lực lượng an ninh bắt và bị đánh ngay trước đồn công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một đoạn video được truyền trực tiếp trước cổng công an phường Bách Khoa cho thấy cả hai bị đánh đổ máu, trong đó Nguyễn Viết Dũng cho biết. Mình đi hôn hoa, họ cứ thông báo được cái hành động này, chứng tỏ là họ có thể muốn cho người dân biết sự thật về cuộc hành. Thật sự không phải là một cuộc hành chiến mà là một cuộc thảm sát ngày 4 tháng 3 năm 1988. Đỗ Thanh Vân từ Hà Nội kể lại sự việc cho đài chúng tôi. Thành phố Hà Nội đã tung ra rất nhiều công an, an ninh, mật vụ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông để chặn, để bắt bớ những người mà có ý định tham dự buổi tưởng niệm này. Có rất nhiều người thì đã bị chặn ngay tại nhà, không thể đi được. Có nhiều người đi được đến giữa đường bị bắt. Còn những người như Vân, như Dũng Phi Hổ, như một số người khác nữa thì không thể tiếp cận được bờ hồ. Khi mà không thể tưởng niệm được ở đó thì bọn mình mới chuyển sang một cái phương án là bọn mình ra bãi giữa sông Hồng làm cái nghi thức tưởng niệm, sau đó là thả cái vòng va xuống sông Hồng với cái mong muốn là cái vòng va đó có thể an ủi vong linh của những người đã khuất. Sau khi thực hiện việc thả vòng hoa, Đỗ Thanh Vân cho biết cô và Dũng Phi Hổ bị đánh khi đến đòi người ở công an phường Bách Khoa. Ở Sài Gòn, một nhóm bạn trẻ khoảng 6 người thực hiện việc hành động tưởng niệm tại biển Cần Giờ. Nguyễn Phương, người tham gia buổi lễ cho chúng tôi biết mọi người không gặp trở ngại gì. Dạ, sáng nay thì em ở bên, em đi về phía trên Cần Giờ nên là không có bị bối rối. Và ở Sài Gòn thì em tổ chức ở ngoài, dự định là tổ chức ở ngoài tượng đài Trần Hưng Đạo thì bị an ninh với lại công an thì họ chặn ở đó nhiều nên là không ai có thể ra chỗ đó để tưởng niệm được. Nên là tụi em biết trước là sẽ bị canh vậy nên tụi em chọn biển Cần Giờ để làm. Tại vì cũng muốn làm ở biển nên là tụi em quyết định là làm ở Cần Giờ. Chị Bác Phương từ Dương Nội cho biết anh cũng bị bắt vào sáng nay. Xin được nhắc lại, ngày 14 tháng 3 1988, 64 chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến bảo vệ lãnh hải tại bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa khi Trung Quốc đưa tàu và binh sĩ đến chiếm bãi đá này. Cho đến nay, sự kiện lịch sử này hoàn toàn không được nhắc đến trong sách giáo khoa trong nước. Những cuộc tưởng niệm thắp nhang do người dân tổ chức luôn gặp cản trở từ phía chính quyền. Thưa quý vị, vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2017,
khoảng 20 người dân thuộc thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng Sài Gòn và một số nhà hoạt động ở Vũng Tàu đã tổ chức tưởng niệm các tử sĩ trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Trường Sa, thì bị an ninh gây khó dễ ngăn cản. Tham gia lễ tưởng niệm còn có nhà báo Kha Lương Ngãi, cựu phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà thơ Hoàng Hưng, nghệ sĩ Kim Chi, cùng một số nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tại Vũng Tàu. Buổi lễ diễn ra được khoảng 15 phút, thì khoảng 50 công an phường 2 thành phố Vũng Tàu cùng những nhân viên an ninh thường phục lẫn sắc phục tới can thiệp. Họ thu vòng hoa đã được thả trôi trên biển và sau đó bắt đi 3 người tham dự buổi lễ là nhà báo Sương Quỳnh, anh Lê Công Vinh và Facebooker Lâm Kế. Nhà báo Sương Quỳnh, người đã bị an ninh bắt đi, sau buổi lễ cho biết. Thì chúng tôi làm được cái lễ xong. Khi chúng tôi bắt đầu đi lên thì công an và dân phòng họ cố ra rất đông, chắc cũng phải đến 50 người. Thì lúc khi tất cả đoàn đang lên xe thì tôi thấy có bắt một cậu thanh niên. Sau này thì khi tôi thả ra tôi biết đấy mới là đấy là cậu ta tên là Tâm Kế. Thì tôi quay tôi thấy bắt như thế tôi thấy phi lý quá thì tôi quay lại tôi chụp hình. Thì khi tôi đang chụp hình thì họ xuống đến phải đến hơn 10 người họ vào họ bẻ tay tôi họ giật chụp bắt được cái điện thoại. Rồi họ bắt tôi lên xe. Trở về phường 2 Vũng Tàu. Anh Lê Công Vinh, một người cùng bị bắt với nhà báo Sương Quỳnh cho biết họ đã bắt anh, ký vào biên bản, nhưng anh bất hợp tác nên họ đã đấm vào mặt anh hai cái, mãi đến 2 giờ chiều họ mới thả cho anh về. Nghệ sĩ Kim Chi, người tham dự buổi lễ sáng nay cho biết lý do vì sao bà tham dự buổi lễ. Rất là phi lý một cái chính quyền mà dân bày tỏ lòng biết ơn đối với những người chết của mình tộc. Mà lại đi là khủng bố người ta. Tôi đã nhiều lần bị bắt trong những cái cuộc tưởng niệm như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là họ có làm thế chứ làm nữa tôi cũng chẳng sợ. Tưởng niệm các chiến sĩ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc là điều nên làm. Thế nhưng bấy lâu nay nhiều buổi tưởng niệm chiến sĩ trong các trận đánh với Trung Quốc luôn bị nhà cầm quyền cản trở gây khó dễ. Sắp tới, nhóm Biển Xanh sẽ thúc đẩy chiến dịch vận động người dân ký tên trên giấy để kiến nghị chính phủ và Formosa Hà Tĩnh phải minh bạch hai vấn đề. Minh bạch thỏa thuận đền bù đã ký kết giữa chính phủ và Formosa Hà Tĩnh và minh bạch quá trình khắc phục xử lý xả thải, chất rắn, lỏng khí của Formosa sau thảm họa. Ngoài ra, nhóm Biển Xanh cũng cho biết rằng cho đến hôm nay đã có đủ căn cứ để đóng cửa Formosa vì ba lý do như sau mà nhóm đã ghi nhận tổng hợp thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 7 năm 2016 công bố chi tiết kết quả điều tra của chính phủ với thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh nói rằng đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ, kết quả đã phát hiện Formosa vi phạm nhiều quy định hành chính về bảo vệ môi trường và cuối cùng xác định chỉ nguồn thải của Formosa mới có phenol và cyanua. Báo Thanh Niên ngày 1 tháng 3 năm 2017 công bố kiểm tra dệt nước đỏ tại biển Dũng Án, Sơn Dương là khu vực trong tuần qua cho biết hàm lượng phenol cao gấp 10 lần chỉ tiêu cho phép. Báo Vinanet ngày 3 tháng 8 năm 2016 đưa tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hứa sẽ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh nếu tái phạm. Với ba lý do trên, nhóm Biển Xanh nhận định rằng đã đủ căn cứ để đóng cửa Formosa Hà Tĩnh. Nhóm Biển Xanh đặt câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Xuân chưa biết việc này hoặc đã quên lời hứa của mình. Vào tuần này, một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường Việt Nam đã phát động chiến dịch ký tên đòi minh bạch vụ ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra. Đại diện cho nhóm Biển Xanh, nhóm khởi xướng cuộc vận động, nhà vận động vì môi trường và blogger Nguyễn An Dân cho VOA biết mục đích của đợt vận động này. Cuộc vận động này để minh bạch vấn đề các thông tin liên quan đến Formosa là hai cái sau đây. Thứ nhất là minh bạch về cái thỏa thuận đền bù giữa chính phủ và Formosa đã ký kết với nhau. Hai ông ký với nhau cái gì thì phải công bố ra cái đó. Cơ sở pháp lý là tại vì chính phủ đã đại diện cho nhân dân là bên bị hại đứng ra thương lượng và ký kết. Cái thứ hai là như Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói là Formosa là đã khắc phục 48 trên 53 cái sai phạm của họ trong cái quá trình xử lý xả thải. Nhưng mà đến tháng 2 năm 2017 vừa qua là tháng trước, chuyện là như báo Thanh Niên đã đưa tin là có hiện tượng xả chất độc phenol ở trên cái vùng biển Hà Tĩnh. Thành ra là chúng tôi đòi hỏi là minh bạch cái quy trình khắc phục. Ông nói ông khắc phục hết thì ông khắc phục như thế nào? Tại vì nói đến xử lý xả thải khoa học là phải nói đến quy trình, đến máy móc, đến tiền đầu tư, đến khoa học, đến nhân sự, chứ
không thể khắc phục bằng miệng được. Theo nhóm Biển Xanh, thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh là một thảm họa lớn ảnh hưởng đến cả nước về kinh tế chính trị và về an ninh xã hội. Từ khi thảm họa xảy ra đến nay, đã có nhiều hội đoàn cá nhân tổ chức lên tiếng, khiếu kiện, biểu tình phản đối, nhưng người dân bị thiệt hại vẫn chưa đạt được điều họ mong muốn. Theo báo chí trong nước, trong tuyên bố của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có lời chỉ đạo xây dựng chính phủ kiến tạo và minh bạch, cũng như xuất phát từ nhu cầu minh bạch các thông tin liên quan đến Formosa Hà Tĩnh là cần thiết để những ai quan tâm và có liên quan nhìn ra được bối cảnh để ứng xử phù hợp. Thảm họa này, theo nhóm Biển Xanh, xét về mức độ phát triển là ở vùng ven biển miền Bắc, Trung Bộ, nhưng ý thức về thảm họa, về môi trường sống và thiệt hại là trên phạm vi cả nước. Việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi trước hết của người dân bốn tỉnh miền Trung, tiếp đến là đấu tranh, đi đến việc đóng cửa Formosa Hà Tĩnh, hoặc chí ít phải buộc nó tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường trước và trong khi hoạt động, về sau là phù hợp đạo lý và pháp luật. Vì vậy, nhóm Biển Xanh thấy cần thiết để thúc đẩy một phong trào đòi minh bạch Formosa Hà Tĩnh mang tính chuyên nghiệp, có hệ thống hơn, lâu dài và đúng mục đích. Mục đích của nhóm Biển Xanh là vận động để đòi hỏi việc minh bạch trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh nói riêng và góp phần bảo vệ môi trường đất nước nói chung về sau. Anh An Dân giải thích về hình thức đợt vận động đòi minh bạch Formosa. Chúng tôi sẽ thực hiện khoảng 10.000 chữ ký ban đầu trước và đối tượng là cả nước. Cả cái thông điệp này chúng tôi sẽ lưu truyền rộng rãi và những ai tham gia ký tên thì họ sẽ biết được cái nguồn để mà họ đăng ký, họ tham gia ký tên. Rồi chúng tôi thông qua vận động qua các cái nhóm xã hội dân sẽ cộng tác với chúng tôi trong việc lấy ý kiến nhân dân về cái Formosa này. Và một cái mảng đối tượng nữa mà chúng tôi vận động đến là bà con ngư dân trực tiếp ở bốn tỉnh bị thiệt hại. Hiện giờ họ bị bí, một cái là họ kiện thì chính phủ nhận đơn nhưng rồi trả. Tòa án nhận đơn nhưng bác đơn, lý do là họ được bồi thường rồi. Thành ra kỳ này họ sẽ ký vô cái này để họ đòi chính phủ phải minh bạch ra là ông thỏa thuận những cái gì. Thì đó là những cái đối tượng là nhân dân mà chúng tôi nhắm đến, là vừa thiệt hại trực tiếp và vừa thiệt hại gián tiếp. Trong ngắn hạn sắp tới, nhóm Biển Xanh sẽ thúc đẩy chiến dịch vận động người dân ký tên trên giấy để kiến nghị chính phủ và Formosa Hà Tĩnh phải minh bạch hai vấn đề: minh bạch thỏa thuận đền bù đã ký kết giữa chính phủ và Formosa Hà Tĩnh và minh bạch quá trình khắc phục xử lý xả thải, chất rắn, lỏng khí của Formosa sau thảm họa. Ngoài ra, nhóm Biển Xanh cũng cho biết rằng cho đến hôm nay đã có đủ căn cứ để đóng cửa Formosa vì ba lý do như sau mà nhóm đã ghi nhận tổng hợp thông tin từ các cơ quan truyền thông trong nước. Báo Tuổi Trẻ ngày 28 tháng 7 năm 2016 công bố chi tiết kết quả điều tra của chính phủ với thảm họa môi trường Formosa Hà Tĩnh nói rằng đoàn kiểm tra chia làm 6 tổ, kết quả đã phát hiện Formosa vi phạm nhiều quy định hành chính về bảo vệ môi trường và cuối cùng xác định chỉ nguồn thải của Formosa mới có phenol và cyanua. Báo Thanh Niên ngày 1 tháng 3 năm 2017 công bố kiểm tra dệt nước đỏ tại biển Dũng Án, Sơn Dương là khu vực trong tuần qua cho biết hàm lượng phenol cao gấp 10 lần chỉ tiêu cho phép. Báo VinaNet ngày 3 tháng 8 năm 2016 đưa tin rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có hứa sẽ đóng cửa Formosa Hà Tĩnh nếu tái phạm. Với ba lý do trên, nhóm Biển Xanh nhận định rằng đã đủ căn cứ để đóng cửa Formosa Hà Tĩnh. Nhóm Biển Xanh đặt câu hỏi, Thủ tướng Nguyễn Xuân chưa biết việc này hoặc đã quên lời hứa của mình. Hôm 7 tháng 3, báo Nhân dân có bài nói rằng các cơ quan truyền thông quốc tế như VOA, BBC, RFA tung hứng theo các tin vịt do các blogger Việt Nam phát ra với thủ đoạn bất lương nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng việc các blogger tung tin vịt là thủ đoạn mà kẻ bất lương thường sử dụng để gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội, từ đó làm tổn hại uy tín tổ chức cá nhân mà họ nhắm vào. Trong bài viết có tựa đề Tin vịt và cái gọi là truyền thông lề dân, báo Nhân dân có nêu tên các blogger như Lê Nguyễn Hương Trà, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Dũng Vô Va với cáo buộc là họ đã lan truyền một video clip quay cảnh một cống thoát nước có màu đỏ, được cho là phóng viên lề dân quay tại khu vực xả thải của công ty Formosa. Từ Hà Nội, blogger Lê Dũng Vô Va cho VOA biết phản ứng của anh về bài báo này. Và tôi thì chả bao giờ đọc những cái báo của Nhân dân, báo in hoặc là báo điện tử đâu, vì là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản mà. Thế thì họ đọc xong buồn cười quá, tại vì họ cái cách làm báo của họ là họ chụp mũ, họ cho rằng tất cả những cái người mà làm báo mạng, những Facebook và những Facebooker và blogger ấy, là những cái bản tin tin vịt,
họ nói là bản tin vịt, mà họ cũng chẳng cần chứng minh như thế nào là tin vịt cả. Không ai được phép cái quyền mà thay mặt tòa án hay thay mặt một cơ quan nào mà để phán xét những người làm báo khác. Đó, đó thì họ, nhưng mà báo Việt Nam, báo Đảng của Việt Nam họ quen cái cách chụp mũ đó từ xưa rồi. Võ Khánh Linh, tác giả bài viết trên báo Nhân Dân, còn dẫn chứng vụ sản xuất tinh vịt của blogger Kami, người được đài RFA trân trọng sử dụng trả nhuận bút cũng như được BBC, VOA tung hứng. Blogger Lê Dũng nói thêm về việc chụp mũ đã có từ xa xưa của báo chí nhà nước. Đó, từ xưa đến giờ thì mọi người dân ở Việt Nam ấy đều thấy, đều được nghe và được thấy các báo, tờ báo của nhà nước nói rằng các cái báo của nước ngoài, BBC này, VOA này, RFA, RFI thì là những cái trang thông tin của thế lực thù địch, của thế lực thù địch và tiếp tay cho những cái báo mạng ở Việt Nam, đấy là gây kích động rồi là đủ các thứ họ chụp mũ. Đó, từ xưa họ có tuyên truyền cho những người dân ở trong nước như vậy, tuyên truyền những cái báo quốc tế, báo của nước ngoài là như vậy. Đó, họ thường xuyên mà, không có ai lạ gì đó cả, không có, không người dân nào cũng biết cái việc đó. Vào tháng trước, VOA có đưa tin về hiện tượng vệt nước đỏ khi trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip quay lại cảnh một cống xả nước thải màu đỏ ra biển. Dư luận cho đây là cống xả thải từ nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Ngoài thông báo về việc tiến hành kiểm tra lấy mẫu nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm 21 tháng 2 cũng khẳng định đoạn video xả nước thải màu đỏ là sai sự thật. Bộ này nói trong quá trình kiểm tra đã không phát hiện ra cống xả thải nào của Formosa giống như trong đoạn video. Tiến sĩ Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói với VOA rằng người dân hiện đang rất thiếu tin tưởng và hoài nghi bất cứ thông tin chính thức gì có liên quan đến các vụ ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nói thông tin báo chí đưa cũng chỉ là một dự báo, không phải là kết luận phân tích khoa học. Sau đó, VOA cũng đã phỏng vấn các ngư dân ở làng chài nơi có xuất hiện vệt nước màu đỏ. Ông Sáu, ngư dân làng chài Bình An, Thừa Thiên Huế, cho VOA biết, cách đây 3 ngày, tôi gặp nó cách bờ chừng 3 tới 4 hải lý. Vệt nước này kéo dài màu đỏ, nó loang trên cát và ông Vạn Trưởng có báo với cơ quan chức năng nhưng không thấy họ nói gì. Không biết rồi đây sẽ như thế nào, bởi năm ngoái đánh bắt thất thu, đời sống khó khăn. Bây giờ thêm vệt này thì chẳng biết tính làm sao đây. Blogger Lê Dũng, người đã phát đi đoạn video clip nói rằng ông đã trực tiếp lấy mẫu nước và phỏng vấn người dân địa phương. Ông giải thích thêm về vụ vệt nước màu đỏ ở Dũng Án. Khi mà xuất hiện những cái vệt nước đỏ ở các khu vực ở bãi biển hoặc là các cái cảng Vũng Áng thì người dân có chụp ảnh và đăng lên trên mạng. Họ cũng có gọi cho cán bộ ở địa phương xuống để xem và lấy mẫu, kiểm tra và trả lời làm rõ. Nhưng mà con nói rằng là cán bộ xuống đây chưa kiểm tra gì cả, chưa lấy mẫu gì và phán luôn. Đây là hiện tượng trứng cá chích, rồi là trứng ruốc, rồi tảo đỏ. Họ không kiểm tra. Vậy thì người dân người ta không tin và người ta rất là sợ. Thì người ta gọi, người ta nhắn tin và gọi cho chúng tôi. Tôi trực tiếp tôi đến các cái bãi biển có vùng nước đỏ đó và chúng tôi cũng làm những cái live stream trực tiếp ở trên Facebook. Đưa lên cái tình hình, tình trạng thực tế và đang diễn ra ở tại hiện trường đó. Chúng tôi cũng lấy những cái mẫu nước, lấy những cái mẫu cát chúng tôi mang về để nhờ đi đang đi mang nhờ các cơ quan để kiểm định độc lập để xem, và chúng tôi cũng chưa kết luận gì cả. Thế thì đó là những cái việc đó, lẽ ra là các cơ quan báo chí của Việt Nam phải có mặt tại hiện trường khi người dân báo cho biết, phải đến đó đưa tin về tình trạng đó. Còn việc kiểm tra xét nghiệm như thế nào là của cơ quan chức năng có nghề, ví dụ như là bộ y tế hay là Bộ Tài nguyên Môi trường hay là Cảnh sát Môi trường và các cái phòng lab, phòng thí nghiệm độc lập. Nhưng vấn đề là đây họ không làm. Và họ xuống, cán bộ xuống họ trả lời dân luôn rằng là đây là cá chích, đây là tảo. Đâm ra người dân không tin, người ta mất niềm tin, người ta sợ lắm. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà, người cũng bị báo Nhân Dân nêu tên với cáo buộc đưa tin vịt, nói với VOA qua Messenger rằng cô có thực hiện cuộc điều tra vụ cống xả và đưa tin lên mạng. Nữ blogger nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh với 20 năm làm báo tự do nói rằng chính quyền muốn phản bác lại lời dân thì phải chứng minh chứ, khi ngồi lười đó đợi. Anh nói tôi sai thì anh phải chứng minh sai chỗ nào và bằng chứng. Khi hỏi blogger Hương Trà nhận định về bài báo Nhân Dân, chị nói chung đừng nên quá coi trọng mấy cái báo đảng hay các trang lề phải nói gì. Tôi phớt lờ hết và hầu như không đọc, cũng không quan tâm luôn. Mình cứ làm những gì mình thấy đúng đắn, tiến bộ. Trong một bình luận về hoạt động truyền thông gần đây, cựu nhà báo Phạm Đoan Trang viết, đấu tranh dân chủ, đấu tranh chính trị, làm truyền thông, thay đổi xã hội, muốn gì cũng phải trên nền tảng sự thật. Chỉ có đúng sự thật, người ta mới mạnh được và lấy lòng dân được. Chính...
Ngày 5 tháng 3 vừa qua, báo chí trong nước đưa tin về vụ việc Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận bẻ cành hoa anh đào để chụp ảnh, bất chấp sự can ngăn của người dân. Trên trang xã hội Facebook, cư dân mạng truyền nhau tấm hình một phụ nữ cầm nhành hoa anh đào được một tài khoản Facebook có tên là NAT đăng tải và cho biết đã ngăn cản nhưng bà này vẫn tiếp tục bẻ cành. Bức ảnh khiến nhiều người dân, đặc biệt là người dân thành phố Đà Lạt, nơi xảy ra vụ việc, bức xúc. Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, chiều ngày 4 tháng 3, anh NAT cùng bạn bè đang dạo chơi và chụp ảnh hoa anh đào tại khu vực Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt thì nghe thấy một phụ nữ nói: "Tụi mày không dám bẻ thì để chị bẻ cho, có ai nói gì đâu." Thấy người này có ý định bẻ cành hoa nên anh NAT có can ngăn, nhưng người phụ nữ này đáp: "Em là ai mà có quyền nói chị như vậy? Em là chủ ở đây à? Em cho chị xem giấy tờ." Và sau đó bà này đã bẻ cành hoa đó. Ngay sau khi hình ảnh người phụ nữ này cầm cành hoa được lan tải, người dân đã phát hiện ra đó là bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận. Suy nghĩ về hành động này của bà Hiếu, chị Phương, một người dân Hà Nội cho biết: "Tôi nghĩ là với cái hành động của bà đấy thì không thể chấp nhận được, vì bà ấy là một người có địa vị trong xã hội. Khi người ta nhìn thấy cái hành động của bà ấy thì người ta sẽ đánh giá là bà ấy là một con người không có ý thức, và như thế sẽ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và cũng như là nhìn nhận của giới trẻ là bà ấy không xứng đáng với cái vai trò vị trí của mình trong xã hội. Tôi thấy rằng ý thức của một số nhóm người mà có cái địa vị trong xã hội, nhất là những cái người mà làm trong cái nước, thì ý thức đang dần ngày đi xuống, qua đó làm xấu đi cái hình ảnh của người Việt Nam và cũng làm ảnh hưởng đến cái nhận thức của giới trẻ." Hiện tại bà Hiếu đã xác nhận sự việc, tuy nhiên bà cho biết là cành hoa đó sắp gãy và được một người trong đoàn bẻ đưa cho. Bà này còn giải thích thêm rằng bà là người rất yêu hoa, thấy người đưa cho cành hoa thì cầm thôi, chứ không nghĩ sự việc lại rắc rối đến vậy. Chị Trang, một người dân bình thường, bày tỏ sự bức xúc của mình khi nghe câu chuyện. Tôi thấy là cái hành động đấy là thật sự là không đẹp. Một công chức nhà nước mà đi du lịch và phá hoại thiên nhiên thì như thế là rất là không tốt. Chúng ta có thể so sánh với Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản, khi họ có những lễ hội hoa anh đào thì người dân họ có ý thức bảo vệ rất là tốt và tất cả mọi người đều tham gia để thưởng lãm, mặc dù rất là đẹp, rất là nhiều hoa, tuy nhiên không ai hái hoa hoặc là bẻ cành hay là làm bất kỳ cái gì mà ảnh hưởng đến tự nhiên. Ở đây thì đã có cái việc người ta đã can ngăn, nhưng mà cái ý thức của cái chị đó thật sự là không tốt, khi mà quyết tâm là phải hái một cành hoa để mang về nhà, là một hình ảnh rất là xấu đối với mọi người xung quanh, mà hơn nữa chị lại là một lãnh đạo như thế thì làm cho ảnh hưởng đến những người khác, là một tấm gương hoàn toàn không tốt. Ngày 6 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ra công văn yêu cầu bà Hiếu báo cáo đầy đủ về vụ việc bẻ cành hoa anh đào. Hiện tại chúng tôi đã cố gắng liên lạc với bà Hiếu để được nghe trình bày cụ thể. Tuy nhiên, cả điện thoại và tài khoản Facebook của bà đều đang khóa. Sự việc gây phẫn nộ trong dư luận cũng phần nào là do một công chức nhà nước trong giới lãnh đạo, có địa vị, có học vấn gây nên. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng nhận định về việc này. Đó là công chức, tức là cái đứa tuổi nó đã lớn rồi, qua cái tuổi trưởng thành và 18 tuổi rồi là được đi học hành về chuyên môn gì đó mình làm thì mình phải có ý thức. Mà đằng này làm như vậy thì cái việc đó là đáng chia cắt, cái chuyện đó là không đúng. Ngay từ những ngày đầu xuân năm 2017, hàng loạt các vụ có liên quan đến sai phạm của công viên chức nhà nước, đặc biệt là vấn đề hành xử đạo đức xảy ra. Trung tuần tháng 2 vừa rồi, dư luận bày tỏ sự bất bình khi một số cán bộ của Bộ Công Thương đã rủ nhau đi lễ chùa trong giờ hành chính. Sau đó đến vụ việc cô hiệu trưởng trường tiểu học Nam Trung Yên, Tạ Thị Bích Ngọc, chối bỏ trách nhiệm khi xe taxi chở mình tông gãy chân một học sinh trong sân trường. Trước đó, ông Vũ Phi Hùng, Phó trưởng phòng tư pháp thành phố Hạ Long, có hành động ngủ trong giờ làm việc, gác chân lên bàn và có những hành động, lời nói thiếu văn hóa, phản cảm. Nhận xét về tình hình ngày càng nhiều công viên chức nhà nước có những vi phạm không chỉ tại cơ quan mà còn cả nơi công cộng, nhà văn hóa giáo sư Nguyễn Huệ Trì cho biết. Đấy là một người có ăn mà không có học, và là kết quả của một thể chế đang ở giai đoạn rượu đã. Còn những người mà đi chơi liên miên là bởi vì lấy họ vào quá nhiều
từ bà con thân thích, từ nể nang, từ đút lót, và họ không có việc gì làm thì họ đi chơi thôi. Sau khi tin tức về những vụ vi phạm của công chức nhà nước được loan tải, cơ quan chức năng gần đây cũng đã lên tiếng thông báo về biện pháp kỷ luật. Tuy nhiên, nhiều người dân đặt ra câu hỏi rằng không biết bao nhiêu chuyện xảy ra mới có vài chuyện bị bại lộ, và rằng nhà nước đã lên tiếng cảnh báo nhưng vì sao ngày càng nhiều sự việc liên quan đến đạo đức xuống cấp của công viên chức vẫn xảy ra. Trước tình hình đó, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng đánh giá là do sự suy đồi của xã hội. Tức là bây giờ cái tình trạng mà cái đạo lý xã hội nó suy đồi, mà những cái đúng cái sai người ta không phân biệt được. Bởi vì thiệt ra là ở Việt Nam mình á, là bây giờ là tin ngay trên những cái phương tiện truyền thông đại chúng, rồi ngay những cái quan điểm xã hội rất là lệch lạc, những cái chuẩn mực đạo đức, những cái đúng cái sai người ta hiểu rất là nhanh. Cái điều này thật là rất buồn, là vì sao một cái xã hội bây giờ nó là kiểu như một cái xã hội nó tuyên truyền một chiều, những học công chúng nhưng thực tình cái đúng người ta thì có khi là cái ông nhà nước không cho làm cái việc đó. Tức là những cái xã hội dân sự để họ góp phần, họ làm sáng tỏ những cái đúng, họ truyền bá những cái đúng thì lại không được nhân rộng, không được phổ biến. Do đó là những cái xa, những cái mà không đúng nó lại có dịp nó sinh sâu nảy nở, cho nên thật sự quá. Mà nói cho cùng nó gọi là nhà dục là dục trên nắp, dục xuống là như thế. Một công dân bình thường như chị Trang cũng bày tỏ sự lo ngại về hình ảnh đất Việt sẽ bị bôi xấu bởi hành xử của những người lãnh đạo. Theo chị này, thì công chức trước hết phải làm gương cho các bộ phận tầng lớp nhân dân. Thứ hai, đã là công chức đang tiêu tiền thuế của dân thì cần phải có ý thức và trách nhiệm tốt hơn khi làm công việc của mình. Các cơ quan nhận xe tặng từ doanh nghiệp luôn cho rằng họ làm đúng quy trình. Nhưng khi báo chí chỉ ra chi tiết của quyết định 64/2007 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, trong hai điều 4 và 5 thì họ lại im lặng. Hai điều đó như sau: nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết. Thứ hai, quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích. Thứ ba, việc tặng quà có mục đích liên quan đến hành vi tham nhũng. Thưa quý vị, trong ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc tiếp nhận một xe ô tô do doanh nghiệp tặng để phục vụ công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát toàn bộ những chiếc xe sang đã được doanh nghiệp tặng không cho các Ủy ban Nhân dân tỉnh trên toàn quốc. Trước đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết chiếc xe Toyota Land Cruiser mới 100% trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng do chính cơ quan này đề nghị với Senco 4 để phục vụ lãnh đạo tỉnh đi công tác. Mặc Lâm có thêm chi tiết. Trong báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy có đoạn viết, việc tặng xe ô tô là tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng hướng về quê hương Nghệ An của Senco 4. Văn phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan. Trên thực tế, Senco 4 là một doanh nghiệp nhà nước, có tên gọi chính thức là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4. Việc một cơ quan nhà nước tặng xe sang cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, nơi nó công tác, đặt ra một dấu hỏi cho vấn đề chính sách. Từ kinh nghiệm của BMU 18 trước đây, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết. Những cái doanh nghiệp của nhà nước ấy, trước đây vẫn thường có cái chuyện tặng xe cho các cái cơ quan chủ quản, bởi vì đây là thực ra là doanh nghiệp nhưng mà cũng là của nhà nước thôi, mà nhà nước chỉ quy định cái số xe công có hạn thôi và cũng ở cái mức bình thường. Thế bây giờ thì họ muốn có những cái xe tốt hơn, vân vân. Chuyện này nó đã xảy ra ở cái vụ PMI 18 là cái ban quản lý các công trình đường bộ nào đó để lấy tiền ban quản lý mua xe biếu cho bộ, rồi thì là cho hội cầu đường, rồi danh nghĩa là cho mượn, thậm chí cho cả sở công an nữa, mượn xe. Nhưng mà thực ra thì cũng là lấy của công, lạm dụng của công thôi. Cái đó là đã bị xử lý là sai rồi, và hồi ấy xã hội cũng lên án.
Đây là hình thức tham lãm công quỹ không thể chối cãi, và điều này đã và đang được dư luận theo dõi sát sao trong thời gian vài tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia vào việc tặng xe sang cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, nơi toàn quyền xét duyệt mọi hợp đồng của chính phủ và doanh nghiệp trên cơ sở đấu thầu. Việc tặng xe này phải chăng là một hình thức hối lộ hay chỉ chứng tỏ tấm lòng của doanh nghiệp đối với địa phương? Trường hợp mới nhất được báo chí phát hiện tại hai tỉnh Đà Nẵng và Cà Mau. Tại Đà Nẵng, ông Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Anh từng hăm dọa sẽ mang tờ báo mạng tố cáo ông dùng xe giả ra tòa, nay đã phải im lặng khi chiếc xe mà ông đang sử dụng bị phát hiện do một doanh nghiệp hiến tặng. Sáng ngày 4 tháng 3, ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định trả lại chiếc xe cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Doanh nghiệp hiến tặng chiếc xe nêu trên liệu có thuyết phục được người dân là do cảm kích việc đi lại khó khăn của các cán bộ nhà nước rồi tự động hiến tặng, hay còn lý do nào khác? Lý giải việc này, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm phân tích. Còn bây giờ, trong cái quan hệ kinh doanh, họ cũng có cái chuyện bôi trơn các cơ quan chính quyền để cho nó chạy công việc. Thế nhưng mà đút lót thì cũng là một thứ thôi, thì cá nhân thì đó là được rồi. Nhưng đối với tập thể thì họ dùng cái danh nghĩa là tặng, biếu tặng một số xe. Như thế thực ra đều vì lợi ích nhóm cả thôi. Cho nên cái việc cấm rất đúng và xã hội thì lên án. Ý kiến của tôi cũng là như vậy. Đã là cơ quan nhà nước mà nhận quà tặng của xã hội, của nhất là của giới kinh doanh thì rất là không đúng. Và khi đã nhận như thế, lúc họ đưa thì thật ra họ cũng chưa có thể là, chưa chắc đã đưa một cái yêu cầu cụ thể gì. Nhưng lúc đã nhận của họ rồi, sau đó họ mới đưa những yêu cầu cụ thể, thì rõ ràng là anh cũng phải vì nể các thứ, nhiều thứ, chứ không thể cứ là việc công tôi làm được. Đấy, thì cái đó rất là có hại. Và đối với một chính phủ mà nói chống tham nhũng, thì nhất thiết là phải chống cái việc này. Chưa dừng lại ở Đà Nẵng, tại Cà Mau cũng xảy ra việc tặng xe sang cho cán bộ tương tự. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, công ty Công Lý gửi công văn đề nghị tặng hai chiếc Lexus cho tỉnh, trong đó nêu mục đích của việc tặng này là phục vụ công tác kiểm tra, chỉ đạo tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dân, hạn hán xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng của cán bộ tỉnh Cà Mau. Hai chiếc xe này sau đó dành cho văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và văn phòng Tỉnh ủy quản lý sử dụng. Sau khi dư luận dấy lên phản ứng việc đưa và nhận hối lộ công khai trong hệ thống qua việc hiến xe sang, Cà Mau đã báo cáo Thủ tướng và đề nghị giao nộp hai chiếc xe này cho nhà nước. Trước những việc nhận và tặng những tài sản lớn như vậy, luật sư Võ An Đôn nhận xét. Qua việc này thì tôi thấy các doanh nghiệp đã tặng cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thì việc này là một sự việc hối lộ, tinh vi và hợp pháp. Bởi vì luật Việt Nam cho rằng việc này không phải là đưa nhận hối lộ, nhưng mà thật sự đó việc là bản chất là đưa hối lộ. Ở Việt Nam có nhiều hình thức đưa hối lộ, thứ nhất là các doanh nghiệp dùng tiền để mua xe tặng các shop lãnh đạo, hoặc là có nhiều người thì gọi là hối lộ tình dục, rất là nhiều đa dạng, rất là sân khấu, rất là đa dạng nè. Tại nhiều quốc gia dân chủ, việc cơ quan chính phủ nhận quà từ tư nhân bị cấm cản nghiêm ngặt vì nó vi phạm nguyên tắc xung đột lợi ích. Tại Việt Nam có rất nhiều người không am tường nguyên tắc xung đột lợi ích trong chính phủ, nên dễ dàng chấp nhận việc doanh nghiệp tặng quà mà theo họ cứ báo cáo là xong việc. Ngay cả ông Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt cũng nằm trong nhóm người không phân biệt đâu là tham nhũng và đâu là xung đột lợi ích. Ông Đạt cho biết nếu có doanh nghiệp tặng xe cho Cục thì ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Trong tình hình như thế, nếu ai đó lo ngại cho luật pháp Việt Nam bị xâm hại hay hiểu lầm, thì việc tố cáo hay đưa ra một việc cụ thể ra tòa là điều không thể. Luật sư Võ An Đôn chia sẻ kinh nghiệm của ông. Với hệ thống pháp luật hiện nay thì một cái cá nhân ấy mà muốn tố doanh nghiệp đó đưa hối lộ thì rất là khó, bởi vì không thể làm được. Người ta nói là đó là một cái doanh nghiệp tự nguyện, chứng minh được cái doanh nghiệp đó một cái đích là đỡ đưa hối lộ, đỡ thu lợi nhuận. Nhưng mà nếu mà các cơ quan nhà nước vào cuộc thì sẽ làm rõ được nghe anh nè. Các cơ quan nhận xe tặng từ doanh nghiệp luôn cho rằng họ làm đúng quy trình, nhưng khi báo chí chỉ ra chi tiết của quyết định 64/2007 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký, trong hai điều 4 và 5 thì họ lại im lặng. Hai điều đó như sau: nghiêm cấm việc sử dụng tiền, tài sản của nhà nước
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để làm quà tặng không đúng quy định với mọi hình thức. Nghiêm cấm các cơ quan đơn vị cán bộ công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan đơn vị cá nhân khác trong những trường hợp cơ quan đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết. Thứ hai, quà tặng của các cơ quan đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích. Thứ ba, việc tặng quà có mục đích liên quan đến hành vi tham nhũng. Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố bản kết luận về một số quan chức sai phạm nghiêm trọng về trách nhiệm liên quan đến vụ Formosa, ở Việt Nam đã xuất hiện dư luận cho rằng kết luận này thực ra về cơ bản đã hoàn tất từ trước, nhưng nay mới đưa ra là để xoa dịu các cuộc biểu tình liên tục của nạn nhân miền Trung. Dường như bản kết luận trên cũng là một trong những phương án được đảng chuẩn bị sẵn để cùng tắt biến nếu Hà Tĩnh và Nghệ Tĩnh cứ nhất quyết âm mưu bạo loạn, thì sẽ bắt buộc phải thỉ chốt. Luồng dư luận trên tỏ ra có cơ sở. Vào giữa năm 2016, khi nạn cá chết và cả người chết đã lan rộng khắp 4 tỉnh miền Trung, công luận đã bức bối yêu cầu đảng và chính phủ phải nghiêm trị những quan chức liên quan trực tiếp đến quá trình cấp phép cho Formosa và xả thải của Formosa. Trong đó đặc biệt là những cái tên như ông Võ Kim Cự trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, ông Nguyễn Minh Quang, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Thái Lai, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhưng bất chấp bị công luận lên án dữ dội, Võ Kim Cự, nhân vật đã cố tình vượt quyền để cấp phép cho Formosa thuê đất đến 70 năm, và dù bị cả báo chí nhà nước không ít lần nêu tên, đã chẳng hề hấn gì. Tương tự như một kiểu thỏa thuận bí mật mà không hề được công bố giữa chính phủ Việt Nam với Formosa để đổi lấy bồi thường 500 triệu đô la. Giới quan chức chính phủ mà ai cũng hiểu đứng đằng sau là giới đảng đã quay lưng trước các yêu cầu xử lý bức bối đối với quan chức sai phạm. Từ tháng 4 năm 2016 tới nay, có quá nhiều bằng chứng về thái độ giả dối của giới quan chức từ trung ương tới địa phương về việc sẽ làm sạch biển và ổn định đời sống cho ngư dân. Một bằng chứng rất rõ ràng về thái độ sẵn sàng quay lưng đối với nạn nhân môi trường là vào tháng 9 năm 2016, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành một quyết định đền bù với mức chỉ bằng 1-2 ngày ra biển của ngư dân và cũng chỉ đền bù 6 tháng. Ngay khi đó, những ngư dân đã phải nhận phần gạo hỗ trợ móc xanh của địa phương lập tức gầm lên. Vậy sau 6 tháng ấy chúng tôi sẽ sống bằng gì? Một khi những người dân dù gần cạn dự trữ trong gia đình nhưng đã thẳng thừng quay lưng với định mức chỉ có ý nghĩa bố thí của chính quyền, những gì được tuyên giáo gọi là lòng tin vào chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động của Thủ tướng Phúc chỉ còn là tưởng tượng và núi lửa lâu ngày trầm nén bắt đầu phun trào. Khi phong trào biểu tình của ngư dân, giáo dân miền Trung nổ ra từ giữa năm 2016 và nhanh chóng vọt lên đến vài 30.000 người, có lẽ chính quyền mới cuống cuồng lo sợ. Nói gì thì nói, đây chính là cái nôi của Xô Viết Nghệ Tĩnh năm nào. Trong sự việc, tất cả những cuộc cách mạng khởi nguồn từ miền Trung đều mang một chỉ báo cực kỳ quan trọng đối với vận mệnh chế độ cầm quyền. Ở Việt Nam chẳng có gì là tự nhiên, càng chẳng phải vô cớ mà cuối cùng đảng mới chịu đem những con tốt Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai ra thí. Nhưng thí mà chỉ thi hành kỷ luật đảng thì cũng như không. Sau hàng loạt cú bay thẳng sang trời Tây của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng, kể cả đại tá công an, tổng biên tập báo Petro Times là Nguyễn Như Phong, bị đảng coi là trở cờ, gần như là làn sóng ly đảng, đã hình thành khá chắc chắn trong những đảng viên trung và cả cao cấp. Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai rất có thể cũng nằm trong khuynh hướng vừa nêu. Số người này trong khi đã tích góp đủ tài sản để ăn ba đời không hết, chỉ còn mang mục tiêu làm sao bảo vệ được khối tài sản khổng lồ của mình và bảo toàn sinh mạng. Còn cái họ bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thậm chí bị khai trừ đảng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện lớn hơn nhiều lại đã được khởi nguồn từ chuyến kiểm tra công trình Formosa ngay sau khi xảy ra vụ cá chết. Một chuyến đi đầy ắp dấu hiệu che chắn của ông Nguyễn Phú Trọng. Và sau đó tràn lan tin đồn về vụ xả thải Formosa còn liên quan đến trách nhiệm của ít nhất 3 ủy viên Bộ Chính trị khác.
Lại có dư luận cho rằng Hà Tĩnh là tỉnh có đến 14 ủy viên trung ương khóa 12, còn là quê cha đất tổ của cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nên mọi chuyện mới êm. Nhưng lòng dân thì làm sao có thể êm được, nhất là biển chết, người thất nghiệp và cái đói cứ cần kề mỗi bữa ăn. Còn ai có thể tin vào hứa hẹn của Thủ tướng Phúc là sẽ đền bù hết 500 triệu đô la cho ngư dân, khi cho tới nay số tiền bồi thường còm cõi ấy vẫn chưa được bất cứ cơ quan chính quyền nào minh bạch đã chi cho ai và chi bao nhiêu. Hay một phần, và thói thường là một phần lớn trong số đó, sẽ được các bộ ngành chính quyền địa phương rút lại, để từ đó sẽ phát sinh vô số nhũng nhiễu và nạn tham nhũng trên đầu hàng trăm ngàn người dân sắp không còn gì để ăn. Không những không đối thoại với nạn nhân môi trường, đảng còn cố thử đối đầu với dân. Cuộc đàn áp tàn bạo của Công an Nghệ An đối với giáo dân Song Ngọc tuần hành khiếu kiện vào ngày lễ máu 14 tháng 2 năm 2017, đặc trưng bởi thủ đoạn gấp lửa bỏ tay người, còn hơn giọt nước tràn ly. Trong khi rất nhiều giáo dân bị công an dùng lựu đạn cay và dùi cui tấn công, thì như một hiệu lệnh ngầm, những trang dư luận viên giật tích, Linh Mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo dân ném đá trọng thương giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng tấm hình một người không rõ mặt với vết nứt toang hoác đọng máu đen trên trán. Những dư luận viên sắc máu này còn đòi máu phải trả máu, phải nghiêm trị bọn giáo dân và phải bắt giam ngay Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Nhưng chỉ ít ngày sau ngày lễ máu, người dân đã phát hiện rằng tấm hình người bị vết thương toang hoác trên trán hoàn toàn không phải là giám đốc Công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, mà chính là một trong những giáo dân bị công an đánh đến bất tỉnh. Cho đến tận bây giờ, giám đốc Công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn không hề xuất hiện để công luận được chứng kiến là ông bị ném đá đến trọng thương như thế nào. Rõ ràng cuộc đàn áp mang tính thăm dò của đảng đã thất bại về hiệu ứng dư luận và truyền thông. Càng đàn áp càng khiến phản ứng của giáo dân bùng nổ. Hiện thực khốn quẫn, quá khốn quẫn. Giờ đây, cho dù đảng có mang Võ Kim Cự và Nguyễn Thái Lai ra xử lý hình sự cùng án tù cho số này, phần lớn hậu quả của vụ cá chết Formosa vẫn còn sừng sững. Cá vẫn chết và biển vẫn đầy đe dọa tính mạng con người. Quá nhiều thuyền tàu vẫn nằm bờ và ngư dân vẫn treo neo. Ngay cả tiền được xem là hỗ trợ bồi thường cho ngư dân cũng chỉ nhỏ giọt và chưa hề được minh bạch. Một lần bất tính, vạn lần bất tình, nguy cơ hàng đoàn ngư dân đói kém bỗng nổi dậy, chống chính quyền là rất cận kề. Bất kỳ ai theo dõi diễn biến trong nước từ những tháng cuối của năm 2016 đến nay đều nhận thấy có rất nhiều cán bộ và quan chức cao cấp nhà nước bị kỷ luật dưới nhiều hình thức khác nhau. Đầu tiên là vụ Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí Việt Nam. Ông này hiện đang bị truy nã và vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng. Tiếp theo đó, vào ngày 2 tháng 11, cuộc họp do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2016 đối với nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Vũ Huy Hoàng. Hình thức xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng khi không còn tại chức vẫn còn gây tranh cãi trong dư luận, thì Bộ Công Thương ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Duy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, kể từ ngày 15 tháng 11. Có vẻ như tất cả những động thái trên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết lại trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2016 như một kết luận, kỷ luật vài người để cứu muôn người. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương, đưa ra cái nhìn chung về lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Mà cái cách nói như thế là cái nạo tràng của tàu. Tàu nó có cái câu nói là sát nhất miêu, cứu vàng thự. Tức là giết một con mèo để cứu vàng con chuột. Thế thì ông học cách nói của tàu và ông nói lại là kỷ luật một vài người để cứu mỗi người. Cho nên tôi đang nghĩ đến cái nạo tràng mèo chuột của ông này. Cũng không phải vô tình mà ông Nguyễn Khắc Mai nhắc đến hình ảnh mèo chuột khi đưa ra ý kiến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có câu phát biểu rất ấn tượng khi nói về việc chống tham nhũng, đó là đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình.
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, ẩn chứa bên trong câu phát biểu trên là một nhận thức yếu kém về mặt pháp lý, không xây dựng được pháp quyền, tùy ý phát ngôn, từ đó dẫn đến sai lầm về pháp trị. Bởi vì nó đây là một cái tư duy ở một cái trình độ về mặt pháp quyền, gọi là cái esprit de loi, tức là cái tinh thần pháp quyền rất thấp kém, chỉ mới nói như vậy. Nhìn lại hàng loạt những quyết định và hình thức kỷ luật đối với cán bộ quan chức cao cấp nhà nước đã về hưu hoặc còn đang đương nhiệm để thấy rõ tinh thần pháp quyền mà ông Nguyễn Khắc Mai đề cập đến. Ngay cả cách xử lý do chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra quyết định đối với những trường hợp được Bộ Chính trị và Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là làm trái với lợi ích quốc gia, cụ thể là hình thức kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng, cũng từng bị ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong phiên họp chất vấn đại biểu, thừa nhận rằng có rất nhiều khó khăn. Quan sát và phân tích việc cách chức một cán bộ quản lý cấp cao, đứng đầu một bộ khi không còn đương vụ, tiến sĩ kinh tế nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang lấy đi những gì mà người ta không còn có nữa. Tức là lấy đi của người ta một cái mà người ta không có, và cái điều này nó trở nên cái khôi hài trong con mắt dân gian. Đối với sai phạm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng từng cho biết sẽ xử lý tương xứng về mặt chính quyền đối với ông này. Cách xử lý này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng hiểu rằng ông Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trong thời gian còn tại chức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm, hình thức xử lý như thế đã từng được nêu ra đối với vụ Nguyễn Xuân Thanh bằng cách khai trừ đảng. Thế nhưng, trước khi khai trừ đảng đối với Trịnh Xuân Thanh thì ông này đã biến mất. Sau đó thì thậm chí là một tổng bí thư phải đứng ra chủ trì một cái cuộc họp để khai trừ đảng một đảng viên rất là bình thường và không thể xử lý được bất kỳ một cái trách nhiệm nào về quyền. Tất cả những vụ việc liên quan đến cán bộ cấp cao như Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Vũ Kim Cự cùng với sự kiện ô nhiễm biển miền Trung do nhà máy gang thép Formosa gây ra và chưa kể những vụ án tham nhũng khác, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng về người chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu đặt tinh thần pháp quyền vào hiện trạng của bộ máy cầm quyền hiện tại và xử lý một cách nghiêm minh, thì ông Nguyễn Khắc Mai chưa đồng tình với lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không phải chỉ kỷ luật một vài người là đủ. Cái Bộ Chính trị, cái ban lãnh đạo hiện nay chứ còn ai nữa. Chính họ là đưa dân tộc này đến sự yếu hèn, đến sự rối loạn, đến sự không có văn minh, không có công bằng, không có dân chủ. Cái trừng phạt ấy không phải là để cứu người nọ hay cứu người kia, mà nó để làm rõ là ai gây lỗi thì phải chịu trách nhiệm, chịu trừng phạt. Cái chuyện công bằng của thế giới. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang A từ Hà Nội đưa ra nhận định bằng cách phân tích trường hợp của Formosa, ông nhấn mạnh. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tất cả mọi việc quyết định ở cái đất nước này, những việc lớn cuối cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó là một quyết định của một cái tập thể, và cái tập thể đấy thì dưới sự chỉ đạo răm rắp của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là cái người phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái việc này. Câu chuyện giết một mèo cứu vạn chuột của Trung Hoa ngày xưa được ông Nguyễn Khắc Mai nhắc lại có tương tự với kỷ luật vài người để cứu muôn người của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày nay hay không đang là đề tài thú vị trong dân chúng lúc trà dư tửu hậu. Việt Nam tiếp tục điều tra và sẽ kiểm điểm làm rõ trách nhiệm những cá nhân tổ chức có liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung do công ty Formosa gây ra hồi tháng 4 năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tối ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo đúng tinh thần không có ngoại lệ, vùng cấm. Ông Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét các nội dung thẩm quyền trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, nếu có vi phạm sẽ xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có kết luận đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cá nhân liên quan giai đoạn 2008 đến 2016. Ngoài ra,
Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và một số cá nhân liên quan trong nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016 cũng bị quy trách nhiệm. Hơn chục người bị nêu danh, trong đó có hai người đứng đầu là ông cựu Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang và cựu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự. Cũng liên quan đến kỷ luật đảng, tại buổi họp báo chính phủ vào tối ngày 1 tháng 3, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra xác minh thông tin liên quan đến tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Ông Dũng cho biết Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo. Các vấn đề được điều tra liên quan đến bà Hồ Thị Kim Thoa, bao gồm việc tái cơ cấu doanh nghiệp nơi bà Thoa công tác trước đây, công tác cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước, bổ nhiệm cán bộ. Ông Dũng cho biết đây là chỉ đạo của Tổng Bí thư trong vụ việc của bà Thoa là nhằm chống lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Trước đó, báo giới đưa tin bà Hồ Thị Kim Thoa là cổ đông lớn của công ty cổ phần bóng đèn điện quang với khoảng 1.700.000 cổ phiếu, tương đương 5,30% vốn. Tổng tài sản của bà được ước tính khoảng 90 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo chí trong nước, con gái, em trai và mẹ bà Thoa đều đang nắm giữ số lượng cổ phiếu lớn của công ty. Tổng tài sản do cả gia đình bà nắm giữ tính đến ngày 13 tháng 2 được ước tính lên đến 672 tỷ đồng, chưa kể tiền cổ tức. Đại diện Bộ Công Thương cho biết toàn bộ số cổ phần bà Thoa có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại công ty cổ phần bóng đèn điện quang. Bà là bí thư đảng ủy công ty từ năm 2000 đến 2005, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty từ năm 2005 đến 2010. Bộ Công Thương hôm nay cho biết bộ này đã thu hồi quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải vào Cục Xúc Tiến Thương mại của Bộ. Theo quyết định đề ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại, ông Vũ Quang Hải được tiếp nhận và bổ nhiệm chức trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu thuộc Cục Xúc Tiến Thương mại. Việc hủy quyết định được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Trước đó, Bộ Công Thương cũng thu hồi quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng đối với ông Hải. Tổng Công ty Rượu, nước giải khát Sài Gòn Sabeco cũng đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Hải. Trước đó, công ty đã bãi nhiệm ông này khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc. Ông Hải được Bộ Công Thương điều động về Sabeco hồi đầu năm 2015 khi bố của ông là ông Vũ Huy Hoàng còn đang nắm chức Bộ trưởng Công Thương. Hồi cuối năm ngoái, Ban Bí thư Đảng đã kết luận ông Vũ Huy Hoàng thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận và bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải, vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vi phạm luật phòng chống tham nhũng gây bức xúc trong xã hội. Hôm 24 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng của ông Vũ Huy Hoàng. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng hội nó đến đâu thì đến đấy, nó xà xẹo bao nhiêu tiền của cướp đoạt lấy lại, một lại cho công quỹ. Cái trò hay làm nó và tào lao cho vua vui thế thôi, chứ không ăn thua gì đâu. Những cái anh có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế. Cướp đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay, không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Tùng, đến huyện Phú Trọng, với lại Quang Phúc tiếp, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch. Chứ còn hiện nay là cái này thì là như kiểu là xe nọ đánh xe kia đấy thôi. Tổng thư ký Quốc hội Việt Nam ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết là nhiều cơ quan khác nhau đang nghiên cứu quy trình xử lý kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Các cơ quan đó là Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Ban Công tác đại biểu của Quốc hội.
Tuy nhiên ông Phúc nói là hiện vẫn chưa tìm ra được quy trình xử lý kỷ luật ông Hoàng, tức là không biết làm thế nào để kỷ luật ông. Trả lời phỏng vấn báo mạng Vietnamnet, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng sở dĩ chưa biết cách nào để kỷ luật ông Hoàng là vì chưa có tiền lệ. Xin được nhắc lại, ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương dưới thời chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị tố cáo là đã buông lỏng kỷ luật ở Bộ Công Thương, cho nên các đơn vị do Bộ này quản lý đã không thực hiện đúng quy định về tuyển mộ và bổ nhiệm nhân viên. Ngoài ra, ông Hoàng còn bị tố cáo là đã bổ nhiệm không đúng người con trai của mình là ông Vũ Quang Hải vào chức phó tổng giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu và Nước Giải Khát Sài Gòn. Vào thời điểm ông Vũ Huy Hoàng bị tố cáo thì ông không còn giữ chức vụ nào cả trong chính phủ, quốc hội lẫn bên đảng. Tuy vậy, vào ngày 2 tháng 11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2016. Qua vụ kỷ luật nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Bộ Chính trị đã khá bối rối vì chưa tìm ra giải pháp tối ưu bởi quá nhiều nguyên tắc đảng và pháp luật chồng chéo lên nhau, khiến biện pháp kỷ luật giống như đánh vào chiếc áo chứ không phải nhân thân của người bị kỷ luật. Mặc Lâm tìm hiểu thêm qua ý kiến các đảng viên cao cấp và cái nhìn của họ trước sự việc này. Vấn đề trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng được đặt ra sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn do bị cáo giác đã làm thất thoát ngân sách hơn 3.000 tỷ, trong khi còn làm việc dưới trướng của ông ta. Ông Vũ Huy Hoàng buộc phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng mà ông là người đứng đầu. Cá nhân ông Hoàng còn bị cho là thiếu gương mẫu vụ lợi khi bổ nhiệm con trai của ông ta làm kiểm soát viên Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, rồi đề cử tham gia Hội đồng Quản trị Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là thất thoát ngân sách lên tới hàng chục ngàn tỷ khi bao che cho Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, sau đó cơ cấu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, cũng như đối với ông Vũ Đình Duy, cựu giám đốc của BVTech, thành viên Hội đồng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng do Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nâng đỡ, bao che và có dấu hiệu thông đồng để cho Vũ Đình Duy thao túng, mặc dù thua lỗ từ dự án này sang công trình khác. Tuy nhiên, Vũ Đình Duy vẫn theo gót của Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài một cách suôn sẻ, an toàn, để lại cho người dân một câu hỏi rất lớn về vai trò của cơ quan điều tra và Bộ Công an. Sáng ngày 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho hay, sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, cần phải hết sức chú ý tới công tác quản lý cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính ông Vương cho rằng, do chưa có bản án của tòa nên ông Vũ Đình Duy có thể tự do đi lại. Nhưng tự do đi lại không đồng nghĩa với tự do xuất cảnh khi đã có dấu hiệu phạm tội, mặc dù chưa chính thức bị khởi tố. Câu hỏi đặt ra về sự thiếu năng động của cơ quan điều tra khi biết chắc Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy là hai đối tượng có chung một vấn đề trong thời gian ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng. Đại biểu Quốc hội liên tiếp hết người này tới người khác đều cho rằng sự bỏ trốn của Vũ Đình Duy là chạy tội, và vì vậy ông Vũ Huy Hoàng khó bị kết án vì hai nhân vật Xuân Thanh và Đình Duy đã cao chạy xa bay. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc lại lo lắng khi cho rằng nếu nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng là người duy nhất bị kỷ luật, rồi sau đó vẫn trở lại tình trạng hạ cánh an toàn như cũ thì rất nguy hiểm. Tuyên bố của ông được dư luận cho rằng ông muốn ám chỉ tới vấn đề thanh toán phe cánh, chứ không phải triệt hạ thành phần tham nhũng trong đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tỏ ra bối rối khi cách chức một người không còn giữ chức. Dư luận cho rằng đây là hành động đánh chiếc áo để răng người mặc áo. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một cựu đảng viên, một nhà bất đồng chính kiến cho biết nhận định của ông về vai trò chính của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc này. Tôi thấy rằng về ông Nguyễn Phú Trọng, ông xử lý cái vụ này nó lúng túng như thế nào ấy, không hiểu tại sao. Ví dụ như cái vụ Trịnh Xuân Thanh thì cái sai trái nó rõ ràng mà lắm, phải cái chịu trách nhiệm chính trong cái việc làm ăn cái thua lỗ 3.300 tỷ. Thế bây giờ là Vũ Huy Hoàng cũng như vậy, nếu mà có thể quy kết cái liên đới trách nhiệm đối với Trịnh Xuân Thanh như vậy á, tức Vũ Huy Hoàng là đã làm thiệt thòi của cho nhà nước và đã làm ảnh hưởng đến cái uy tín của đảng và làm ảnh hưởng đến cái lòng tin của nhân dân. Khi mà giao cho ông ấy cái nhiệm vụ, ông ấy nhận cái nhiệm vụ làm trưởng ban chống tham nhũng thì ông thanh minh cho tham nhũng. Ông bảo là Đường Tăng cũng phải hối lộ, rồi ông bảo là nếu mà đánh làm tham nhũng thì khéo bỏ đảng và đánh chuột khéo bỏ mình. Nhưng mà bây giờ cái
câu gần đây nhất là hết sức dở. Người ta chê cười là ông bảo là đánh tham nhũng là tự ta đánh vào ta, vân vân. Đấy là lời nói, thế còn việc làm tôi thấy là vô tế sự, không làm được một cái việc gì nó ra cái ồn ào. Cũng có ý kiến cho rằng ông Vũ Huy Hoàng bị kỷ luật qua cách chức là hình phạt cụ thể, khiến ông mất tất cả, từ quá trình hoạt động cho tới những ưu đãi vật chất sau này. Nhưng không ít người nghi ngờ cho rằng việc kỷ luật này chỉ là hình thức, vì cơ sở vật chất thì ông Hoàng đã quá thừa thải, còn tinh thần phục vụ thì chưa chắc ông ta cần tới sau khi đã về hưu. Cũng có nhận định phải cách chức ông Hoàng trước rồi mới áp dụng luật hình sự trong các sai phạm của ông. Nhận định này không nhận được sự đồng tình, vì việc khởi tố ông Hoàng sẽ liên quan đến rất nhiều nhân vật khác. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Bộ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương cho biết cái nhìn của ông về những động thái này. Bây giờ gọi là cách chức cái thằng đã về hưu, tức là cách chức cái thời gian mà nó đang làm. Vấn đề là hiện nay nếu có luật pháp thì đưa ra đảng Hoàng, hội nó đến đâu, sự đến đấy, nó xà xẹo bao nhiêu tiền của ước đoạt lấy lại, nộp lại cho công quỹ. Cái trò ấy làm nó và tào lao cho vui vui thế thôi, chứ không ăn thua gì đâu. Những cái ấy có chức có quyền đó là đều nhà cao cửa rộng, nhà cửa non của ai, ở đâu tiền đâu ra, với đồng lương như thế là gì mà làm những cái lâu đài nguy nga như thế, ước đoạt lại tất cả cái bọn lưu danh ăn cướp của dân của nước lâu nay. Không từ ai cả, từ nông đức mạnh đến huyện Tấn Dũng, đến huyện Sinh Tùng, đến huyện Phú Trọng, với đại quan phúc tiếp, phải xem xét lại bao nhiêu của nạ anh ăn cắp ăn cướp được thì mới nó rành mạch. Thế còn hiện nay làm cái này thì gần như kiểu là phe nọ đánh phe kia đấy thôi. Mặc cho dư luận thế nào, ông Vũ Huy Hoàng xem ra vẫn tin vào vị trí mà ông từng có trong Bộ Chính trị. Không bị khai trừ đảng là lý do ông Hoàng vẫn có thể yên tâm rằng ông không thể bị khởi tố hình sự, bất kể ông Tổng Bí thư có nỗ lực thế nào để nhằm triệt hạ ông. Thưa quý vị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư cán sự Đảng bộ Công thương trong thời gian 2011 đến 2016 của nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Nhưng việc cách chức ông Hoàng khi ông đã nghỉ hưu đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Một số người cho rằng đánh chuột khi nó ra khỏi bình thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, nói với VOA. Tôi thấy là như vậy, người ta làm một cái trò nó vô cùng là kỳ quặc. Một cái người đã không còn cái chức đấy, đã đi về hưu rồi, cả bao nhiêu tháng trời, gần một năm trời rồi, mà bây giờ thì họ bảo là cách chức mà ông ta đã từng giữ. Và tôi nghĩ là người ta muốn tiếp tục kỷ luật ông ấy ở một cái mức cao hơn gì đó, để về sau khi mà nói đến ông ta thì người ta không còn phải nhắc đến, tức là ông ấy là nguyên là bí thư của cái đảng bộ nào đấy, bởi vì như thế nó ô danh cho cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Vũ Huy Hoàng bị cáo buộc là thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc phân bổ nhân sự khi còn tại vị. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương bị quy trách nhiệm trong việc bổ nhiệm con trai vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Rượu, Bia, Nước Giải khát Sài Gòn và hàng loạt quyết định bổ nhiệm tai tiếng khác, trong đó có vụ ông Trịnh Xuân Thanh, một giới chức đang bị Việt Nam truy nã quốc tế. Trả lời báo giới bên hành lang Quốc hội hôm 4 tháng 11, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho biết, sau khi cách chức về mặt đảng, ông Vũ Huy Hoàng cũng sẽ bị xử lý tương xứng về mặt chính quyền, theo tinh thần không có vùng cấm. Dư luận hiện đang theo dõi liệu quyết tâm xử lý không có vùng cấm trong trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng sẽ đi đến đâu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, một chuyên viên chính sách công của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thì việc xử lý cách chức cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương chỉ mang tính biểu tượng. Cái việc xử lý như này nó có tính chất biểu tượng nhiều hơn, có nghĩa là người ta cho rằng là đánh giá lại cái nhiệm kỳ của ông ấy từ 2011-2016, có nghĩa là đánh giá lại tất cả những cái việc mà ông ấy làm ấy là không xứng đáng với cái chức vụ đó.
Và cái việc cách chức ấy, thì nó có tính chất biểu trưng như thế, chứ nó cũng không còn có cái ý nghĩa thực tế nữa. Theo tiến sĩ Phạm Quý Thọ, vụ ông Vũ Huy Hoàng thuộc loại chưa có tiền lệ ở cấp cao như vậy. Nhiều trường hợp trước đây, theo tiến sĩ Thọ, sau khi xử lý về mặt đảng thì vụ việc rơi vào im lặng. Nhưng riêng với vụ ông Vũ Huy Hoàng, vì ở cấp cao và có liên quan đến nhiều vụ được cho là nghiêm trọng khác, nên tiến sĩ Thọ cho rằng Việt Nam có thể sẽ có những xử lý khác tiếp theo sau khi kỷ luật về mặt đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng. Báo chí do nhà nước quản lý đang thực hiện điều gọi là dội bom tấn lên cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng để vận động truy tố hình sự nhân vật đã về hưu này. Ông cựu Bộ trưởng bị cáo buộc thực hiện các phi vụ mua bán chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng toàn cảnh bức tranh chống tham nhũng ở Việt Nam lại cho thấy tình hình không kết quả, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn và đe dọa sự tồn vong của chế độ. Ngày 27 tháng 10, 2016 tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nhìn nhận là vấn đề chống tham nhũng trong những năm qua hoàn toàn chưa thể đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí. Tình trạng tham nhũng và lãng phí hiện nay đang đe dọa đến sự phát triển của đất nước, sự tồn vong của chế độ. Theo báo điện tử Chính phủ và Vietnamnet, lên tiếng tại hội nghị chuyên đề tổng kết 10 năm chống tham nhũng, ông Trương Hòa Bình cho rằng cần xác định tiêu chí công khai minh bạch phải là giải pháp đột phá cho phòng chống tham nhũng, đồng thời cần có cơ chế giám sát quyền lực nằm trong điều gọi là dò pháp luật. Điều gì khiến Đảng và Nhà nước Việt Nam gần như bất lực trong cuộc chiến chống tham nhũng? Phải chăng vì tham nhũng dày dặc từ trên xuống dưới, khiến đánh chuột sợ vỡ bình, một phát biểu thời thượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Trả lời chúng tôi vào tối 27 tháng 10, 2016, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập phụ trách báo du lịch, người bị cách chức vào năm 2009 vì đăng một bài viết khích lệ tinh thần yêu nước trước họa bá quyền Trung Quốc. Từ Sài Gòn, ông nhận định: bao giờ mà pháp luật mà không được thượng tôn á, luật pháp làm ra không có bình đẳng, tức là còn phân biệt giữa người này người khác, giữa nhân thân người này đến người kia. Tóm lại một câu là khi nào mà đảng vẫn đứng trên pháp luật, đảng chỉ huy pháp luật, thì chắc chắn là không thể nào có được cái sự gọi là minh bạch và rõ ràng để mà xử lý tham nhũng hết. Nhân vật xếp thứ 15 trên 19 về vai vế trong Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, được VGP News và Vietnamnet cùng nhiều báo khác dẫn lời nói rằng, trong 10 năm qua, trên toàn quốc có 918 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Hơn 300.000 lượt cán bộ công chức bị chuyển đổi vị trí công tác. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình còn đề cao điều gọi là tới 99,5% viên chức công chức cán bộ đã kê khai tài sản và thu nhập hàng năm. Những con số mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình liệt kê trở nên một loại hỏa mù thông tin, vì ngay trong bài phát biểu, ông lại tái xác định là tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành. Tham nhũng có tính lợi ích nhóm đã xuất hiện trong một số lĩnh vực. Một số vụ án tham nhũng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước và xã hội. Trong bài phát biểu được báo điện tử Chính phủ Việt Nam trích đăng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh rằng tham nhũng vẫn đang là lực cản sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, vẫn là một trong những vấn đề bức xúc nhất hiện nay, là thách thức nghiêm trọng đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Nhận định về phát biểu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, ông Nguyễn Đăng Quang, một cựu đại tá ngành công an hiện nghỉ hưu ở Hà Nội, cho biết ý kiến: từ đó đến nay là 25 năm đã qua rồi, thì đã qua 5 kỳ đại hội đảng. Tôi có quan sát thì tôi thấy là mỗi một kỳ đại hội đảng thì cái tình trạng tham nhũng nó càng nặng nề hơn, mức độ nó càng nghiêm trọng hơn, và đối tượng phạm tội nó càng
cao cấp hơn. Cho nên là có thể nói là càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển. Điều này so với cái nhận định của tôi thì tôi nói là cơ chế này ở Việt Nam là nó đẻ ra cái tệ nạn tham nhũng, và cái bọn tham nhũng nó lại ra sức bảo vệ cái cơ chế này. Thế do vậy là nếu mà giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì dân tham nhũng càng phát triển. Hội nghị chuẩn bị đề án tổng kết 10 năm chống tham nhũng theo nghị quyết Đảng diễn ra ngày 27 tháng 10 2016 ở Hà Nội, trong bối cảnh báo chí nhà nước mở tổng chiến dịch đòi truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Nhân vật này về hưu sau Đại hội Đảng 12 và mới bị Ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo về mặt Đảng. Lý do vì trong hai nhiệm kỳ Bộ trưởng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Vũ Huy Hoàng đã thực hiện một số vụ bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ mờ ám, gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã bỏ trốn qua Âu Châu và bị truy nã quốc tế. Ông này bị cáo buộc chịu trách nhiệm cao nhất, làm thất thoát 3.300 tỷ trong thời gian làm chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC. Nếu như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng sau kỷ luật Đảng sẽ bị truy tố, thì có lẽ ông là nhân vật cao cấp nhất bị truy tố hình sự, dù đã là cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bộ trưởng. Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ tài sản bất minh của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông này bị bêu xấu nhưng không bị truy tố. Trong 10 năm qua, các vụ án chống tham nhũng liên quan tới đảng viên, cán bộ cao cấp đang tại chức là rất hiếm. Ông Nguyễn Trung Dân, cựu Phó Tổng Biên tập phụ trách báo du lịch nhận định. Ông Tổng Bí Thư nói rồi, anh nghe. Ông sợ là đánh con chuột ở trong bình thì nó vỡ bình ra. Thì con chuột nó phải ra khỏi bình để chứ con chuột đó là dù trong bộ trưởng hay ông thủ tướng gì nữa mà ra khỏi bình thì ông đánh đó. Còn trong bình thì không phải bảo vệ thôi. Còn thực chất là không thể, bởi vì anh có những cái một số cái lực lượng riêng đó mà giống như ông Lê Minh ở Sài Gòn, ở giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh ông nói đó. Tức là anh có những cái luật riêng mà đảng viên không được đưa ra xử. Thì bây giờ chỉ có khi nào á là ông Tổng Bí Thư hoặc là đấy bật đèn xanh thì mới đánh tới cái đó. Nếu ông không bật đèn xanh thì thôi. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được mô tả là người giơ cao ngọn cờ chống tham nhũng, làm trong sạch đảng để tìm kiếm hậu thuẫn của lớp đảng viên trung kiên. Giới quan sát cho rằng hoặc là ông Trọng chưa tập trung quyền lực đủ mạnh, hoặc là tham nhũng lợi ích nhóm đã trở thành căn bệnh trầm kha, bắt rễ trong hệ thống chính trị, cho nên ông Tổng Bí Thư hành xử rất thận trọng, và vì thế quá chậm chạp trong vấn đề làm trong sạch đảng. Điển hình là để đả một con hổ già, nanh vuốt đã cùn như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, mà đường đường một ông Tổng Bí Thư phải mấy lần trực tiếp ra lệnh đánh một anh Phó Chủ tịch tỉnh là Trịnh Xuân Thanh. Ông Tổng Bí Thư được cho là đã huy động toàn bộ công cụ truyền thông nhà nước để moi móc việc ông Phó Chủ tịch Hậu Giang đi xe tư tiền tỷ gắn biển số công. Rồi từ đó mới có cớ điều tra làm rõ các vấn đề chạy quyền, chạy chức và vấn đề cựu Bộ trưởng Công Thương nhắm mắt làm ngơ sai phạm lớn của ông Trịnh Xuân Thanh ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong dịp trả lời chúng tôi, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội từ Sài Gòn cho rằng, Tổng Bí Thư phải có hành động thực sự quyết liệt để chống tham nhũng tới nơi tới chốn, chứ không phải chỉ làm một vài vụ để tuyên truyền, ông nói. Thì đòi hỏi của xã hội, của nhân dân và kể cả trong nội bộ đảng, thì cũng mong muốn rằng những vụ án mà gần đây đó, thì sẽ làm đến nơi tới chốn. Như là cái vụ A bây giờ, mobile phone, ví dụ là miếng pháo, ví dụ không muốn sang, từ Bộ trưởng Xuân Thanh, từ Bộ Vina Phong Đắc, vân vân. Đã đưa ra thì cũng làm đến nơi đến chốn, đến chỗ không làm đến nơi chốn thì uy tín của đảng có lẽ là nó sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn. Ngày 17 tháng 10, 2016, khi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được báo Dân Trí Online dẫn lời nói rằng cần thiết cơ chế kiểm soát quyền lực và điều gọi là phải nhốt quyền lực vào lồng cơ chế lập pháp.
phát biểu đáng chú ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có khả năng hiện thực hay không, cựu đại tá công an Nguyễn Đăng Quang từ Hà Nội nhận định. Tuyên bố của ông Trọng nói là chỉ có tác dụng làm khích lệ tinh thần của một số đảng viên, nhưng mà thực tế là nó không có giá trị thực tiễn, bởi vì ở Việt Nam ấy thì giữa cái bộ khung quyền lực, tức là những quy định về pháp luật với việc thực thi nó thì là có sự khác nhau rất xa nha. Sự độc tài, thối nát, thoái hóa, thực hiện kinh tế xã hội chủ nghĩa thất bại đã khiến các đảng cộng sản từng cai trị hàng chục thập niên ở Đông Âu bị xóa sổ. Rồi chính cái nôi khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa là Liên Xô cũng đã bị tan rã vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam tất nhiên ý thức điều này rất rõ. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lý luận chủ nghĩa Mác Lê, sẽ có được sức mạnh thần kỳ nào để sống mái với các nhóm quyền lực và lợi ích đang xâu xé nền kinh tế Việt Nam? Hay là ông sẽ phải dựa vào uy lực của nhóm lợi ích mạnh nhất, hầu có thể thực hiện kế hoạch đả hổ diệt ruồi?